Các bạn đang nghe truyện Ta tại Quỷ Dị Thế Giới Cẩn Thận Tu Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1115, Giá trị của tiên kiếm. Món bảo vật tiếp theo này là một thanh tiên kiếm tiên nhân sử dụng trong hệ thống tu tiên, nhận được Trần Lâm bày mưu đặc kế, nữ đấu giá sư liền bắt đầu tiến hành giới thiệu bảo vật. Trước tiên biểu hiện ra một chút, sau đó bắt đầu giải thích, tiên khí thuộc về bảo vật cao cấp, tương đương với linh bảo ngụy chân linh cấp, ngụy nguyên bảo đỉnh cấp nhưng cần tiên linh lực chuyên môn mới có thể điều khiển cho nên bằng hữu không có tiên linh lực phải cân nhắc rõ ràng mới ra tay một khi giao dịch thành công chính là không lùi không đổi bất kể nói thế nào cũng là một kiện tiên khí nữ đấu giá sư giới thiệu tương đối ít thận trọng tiếp theo lại có một vị lão giả râu bạc trắng lên đài đem phi kiếm kích phát lập tức một cổ kiếm khí vô cùng ác liệt từ trên phi kiếm tản ra mang theo khí tức quy tắc mãnh liệt trần lâm và hoàng phủ khinh nhu là tu tiên giả trong nháy mắt cảm giác được một cổ áp bách kinh khủng giáng lâm, để cho bọn hắn có chút không thở nổi. Trần Lâm âm thầm khiếp sợ. Tiên khí quả nhiên không tầm thường, đây vẫn chỉ là biểu hiện ra một chút, đã có uy năng như thế, nếu như tiến hành công kích hắn ở trong chiến đấu, đừng nói phòng ngự, thậm chí một đạo kiếm khí liền có thể dễ như trở bàn tay lấy mạng nhỏ của hắn. Có cái này so sánh trực quan, hiệu quả của hắn đối với vạn diệu địch trước đó cũng không rung động như vậy, đây chính là uy lực bảo vật cấp tiên thần nên có. Chỉ có điều tính cực hạn sử dụng tiên khí quá lớn, cho nên giá trị mới có thể ngang hàng với Ngụy Nguyên bảo đỉnh cấp, dù sao Ngụy Nguyên bảo là chỉ cần có lực lượng quy tắc là có thể sử dụng, không hạn chế tu vi. Ví dụ như Hoàng phủ Kinh Nhu, có thể sử dụng vạn diệu địch nhưng không thể sử dụng phi kiếm tiên nhân. Hơn nữa tiên khí tiêu hao năng lượng cực lớn, tiên thiên chi lực của hắn kỳ thật cũng có thể có tác dụng đối với tiên khí nhưng bởi vì năng lượng không đủ, cho nên căn bản không cách nào khu động sử dụng, bằng không hắn cũng không cần lấy ra bán. Càng làm cho Trần Lâm kinh ngạc chính là, tiêu giao đại hội ngay cả tiên nhân đều có, hơn nữa còn cần ở trên đài làm công tác, hoặc nhìn địa vị cũng không phải rất cao. Được rồi, quy lực của thanh tiên kiếm này mọi người đều cảm nhận được, mặc dù chỉ là đẳng cấp phổ thông, nhưng cũng đủ sắc bén, ẩn chứa quy tắc chi lực cũng mạnh hơn tiên kiếm phổ thông một chút đấu giá sư đem điểm bán tiên kiếm nói ra gia tăng dục vọng mua sắm của mọi người tiếp theo tiếp tục nói người cầm bảo vật yêu cầu là muốn giao dịch vô tận thủy vong hồn tuyền thủy đăng tiên đang cùng với đan phương ngụy nguyên bảo lôi thuộc tính phá giải bàn hoặc là bảo vật loại phá giới cao cấp cùng với linh hồn bí thuật cao cấp nữ đấu giá sư một hơi đem yêu cầu của trần lâm nói xong sau đó lại nói những vật phẩm giao dịch này xếp hàng theo thứ tự từ trước đến sau ưu tiên phía trước bây giờ bằng hữu cảm thấy hứng thú có thể ra tay nữ đấu giá sư đem phi kiếm thả lại hộp kiếm làm ra thủ thế mời trần lâm dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía trên đài tiên khí này đối với hắn vô dụng chỉ cần có thể đổi được vật phẩm cần thiết coi như đáng giá thế nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy đấu giá sư kia có động tác gì trong lòng không khỏi trầm xuống lập tức mâm tròn chấn động đến nay sau khi liên tiếp giọng nói của đấu giá sư xuất hiện thật xin lỗi khách nhân tôn quý tiên khí bình thường là một trong những bảo vật cấp cao không dễ ra tay nhất trong tiêu giao đại hội bởi vì gần đây số lượng tu tiên giả tham dự hội nghị kịch liệt giảm bớt số lượng tiên nhân càng ít cho nên không có bao nhiêu người có thể sử dụng ngay sau đó lại giải thích mặt khác tiên kiếm này thuộc về hạ đẳng trong tiên khí tiên nhân đều có bản mệnh tiên khí của mình đối với tiên kiếm cấp bậc này nhu cầu cũng không phải rất lớn mà vật phẩm ngài cần lại đều là rất kỳ thiếu, được, ta biết rồi, vậy dùng tiêu giao tệ giao dịch đi, thấp nhất không thể thấp hơn 20 vạn, không đợi đối phương nói xong, Trần Lâm đã trực tiếp mở miệng. Được, dùng tiêu giao tệ giao dịch là có cơ hội thành công, kính xin chờ mong. Đấu giá sư cắt đứt liên lạc, sau đó liền nhìn chung quanh toàn trường nói, người cầm bảo vật thả lỏng điều kiện giao dịch, cho phép sử dụng tiêu giao tệ giao dịch, giá quy định 20 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm các bằng hữu tu tiên giả ở đây không nên bỏ qua nhiều hơn một thanh tiên kiếm có lẽ ở thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng mà tiền tài giữ lại một khi ngã xuống cũng là của người khác vừa mới nói xong trần lâm liền trông thấy đấu giá sư có động tác bắt đầu cùng người đấu giá trao đổi trong lòng hắn hơi thả lỏng xem ra không phải là không có người cần tiên khí mà là vật phẩm hắn nói ra giao dịch xác thực tương đối hiếm thấy người cần tiên khí không lấy ra được người không cần tiên khí mặc dù có cũng sẽ không dùng để giao dịch đây chính là tính hạn chế của hội giao dịch vạn giới không có bảo vật thông dụng thì không thể bao trùm tất cả người tham dự hội giao dịch chịu hạn chế cực lớn loại tình huống này trần lâm cũng không có cách nào trên người hắn thông dụng rất ít bảo vật mấy món ngụy nguyên bảo kia còn không quá muốn lấy ra chỉ có thể đợi đến sau này thực sự không có vật cần thiết để giao dịch lại nói. Nhưng nếu dùng tiêu giao tệ giao dịch, vậy thì thao tác dễ hơn nhiều. Chỗ trao đổi của tiêu giao đại hội bảo vật gì cũng cần, đổi tiêu giao tệ không khó, cho dù trên người không có, cũng có thể lâm thời đổi, chỉ cần có bảo vật, bao nhiêu cũng có thể đổi được. Cuối cùng, chu tiên kiếm này đấu giá tới 42 vạn, để Trần Lâm tương đối hài lòng. Tuy rằng không bằng ngụy nguyên bảo đỉnh cấp nhưng giá cả cao hơn ngụy nguyên bảo phổ thông rất nhiều. Số lượng như vậy, cho dù đổi thành 1.000 tiêu giao tệ, cũng có thể đổi được 420 tệ, nếu là chế tạo cán thương nhỏ một chút, nhỏ một chút, sau khi ba món tiên khí kia của hắn đều bán đi, hẳn là không sai biệt lắm. Dùng 1.000 tiêu giao tệ làm vật dẫn, quy năng của đầu thương đỏ sậm nhất định có thể tăng trưởng không ít, mà đầu thương đỏ sậm có được năng lực phá vỡ không gian, có lẽ có thể mở ra hàng rào giới diện của thần trụ giới, để hắn cùng Hoàng Phủ khinh Nhu trực tiếp rời khỏi. Trần Lâm một bên thu hồi tiêu giao tệ truyền tống tới, một bên suy tư. Đương nhiên, ý tưởng là tốt, thao tác thực tế cũng không dễ dàng. Muốn khôi phục đầu thương đỏ sậm hoàn chỉnh, chỉ có tiêu giao tệ không được, còn phải có luyện khí sư có thể luyện chế ngụy nguyên bảo đỉnh cấp. Điểm này liền rất khó khăn. Hắn ở thần trụ giới ngay cả ngụy nguyên bảo cũng chưa từng thấy qua, càng đừng đề cập luyện khí sư ở phương diện này, từ Trần Huyền Kỳ chỉ sợ không được ngược lại là trong những người tới tham gia tiêu giao đại hội khẳng định có nhân vật như vậy nhưng mà cho dù tìm được thời gian cũng chưa chắc đã đủ dù sao đại hội còn lại hai ngày liền kết thúc giao dịch tiếp tục tiến hành lần này không dùng đấu giá sư giới thiệu trực tiếp lên đài một nữ tử trẻ tuổi dị tộc trần lâm cùng hoàng phủ khinh nhu liếc nhau một cái nàng này dĩ nhiên là người bán quan âm sa ở phiên chợ trước đó không nghĩ tới cũng có vật phẩm đấu giá muốn đấu giá nhưng quan âm sa bình thường cũng không đạt được yêu cầu bán đấu giá cũng không biết đối phương lấy ra là cái gì đang nghĩ ngợi chỉ thấy nữ tử lấy ra một cái bình trong suốt sáng long lanh bên trong chứa đầy một bình hạt phát sáng điều này làm cho trần lâm lộ ra vẻ kinh ngạc đối phương lấy ra chính là quan âm sa bán ở quầy hàng trên chợ nếu là như thế nói rõ quan âm sa của đối phương cùng trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau chất lượng khẳng định rất cao bằng không là không có tư cách lên đài đấu giá nhớ rõ lúc trước đối phương cũng đã nói là độ tinh khiết cao còn tưởng rằng chỉ là thuật thoại của người bán không nghĩ tới là thật điều này khiến hắn nảy sinh một chút hứng thú quan âm sa cao cấp đối với luyện hồn đang khẳng định có hiệu quả tăng lên thậm chí sử dụng ngân văn ly hồn thú làm tài liệu mà nói khả năng cần quan âm sa phối hợp mới được quan âm sa độ tinh khiết cao một bình lớn giao dịch ngụy nguyên bảo loại thời gian đẳng cấp càng cao càng tốt cô gái trẻ tuổi đưa ra yêu cầu trần lâm nhíu nhíu mày đối phương nhưng là rất chấp nhất từ trên chợ đến đấu giá hội đều là muốn một thứ đồ vật nhưng như vậy hắn muốn giao dịch tới tay là không có khả năng hắn có vài món ngụy nguyên bảo có thể không có quy tắc thời gian nghĩ nghĩ hắn quyết định vẫn là cùng đối phương câu thông một chút có một đường hy vọng cũng muốn tranh thủ không đợi hắn đặt tay lên mâm tròn giọng nói của nữ tử lại vang lên Quan âm sa này của ta là sản xuất từ trong cơ thể quan âm loa hoàng cấp, cũng không phải là vật bình thường, mặc dù không bằng vô tận thủy, nhưng cũng tiếp cận vô hạn, đổi một kiện ngụy nguyên bảo có quy tắc thời gian là dư xài, nếu vị tiền bối nào có nhu cầu với vô tận thủy, cũng có thể thử dùng quan âm sa này thay thế một chút, lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Kinh Nhu lập tức nhìn về phía Trần Lâm, chỉ thấy Trần Lâm nhíu mày, tự hồ đang phán đoán tính chân thực trong lời nói của nữ tử kia nàng không quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ đợi. Mặc dù biết Trần Lâm cần vô tận thủy, cũng biết là muốn luyện chế một loại mỹ thực kỳ lạ, nhưng nàng không hề biết chút nào về phương diện này, cũng không biết quan âm sa này có thể dùng hay không. Trần Lâm lại không nghĩ đến phương diện này, hắn nghĩ phải làm thế nào mới có thể đổi được quan âm sa của đối phương, thứ này có thể thay thế vô tận thủy hay không, đối với hắn đều có tác dụng. Đợi một hồi, thấy mâm tròn ảm đạm xuống, hắn đặt tay lên trên. Sau khi kết nối, giọng nói của đối phương vang lên, "Ta chỉ cần có ngụy nguyên bảo loại cần thời gian, những bảo vật khác là không có ích lợi gì." Có lẽ là bị hỏi hơi nhiều, nữ tử trực tiếp nói hết lời. Trần Lâm lắc đầu, nhưng vẫn mở miệng nói, "Ngụy nguyên bảo loại thời gian là cực kỳ hiếm thấy, trên toàn bộ đại hội đều chưa chắc có một kiện, sao không biến báo một chút? Trước tiên nói ngươi muốn ngụy nguyên bảo làm cái gì, sau đó lại tiếp tục câu thông điều kiện chẳng phải là tốt hơn sao?" Đối phương trầm mặt xuống, tự hồ là đồ vật một mực không có giao dịch đến lúc cần thiết, cũng có chút sốt ruột, rất nhanh mở miệng nói, làm cái gì dùng ngươi cũng không cần phải quản, không có thời gian loại nguyện nguyên bảo, như vậy ngươi có thể lấy ra đủ thời gian thiên phú bản nguyên, hoặc là quả cầu bản nguyên tinh thuần cũng được, Trần Lâm nhíu mày càng sâu, có chút bất đắc dĩ. Hai thứ này hắn từng có, nhưng bây giờ đều đã dùng hết. Hơn nữa loại vật như bản nguyên cầu này hắn cũng cần, không có khả năng dùng để đổi lấy quan âm sa không có chỗ thương lượng sao mấy thứ ngươi nói cũng khan hiếm không phải dễ dàng có thể gặp được trần lâm lạnh nhạt mở miệng hắn đã chuẩn bị từ bỏ dù sao quan âm sa cũng không phải vô tận thủy không đáng để hắn dùng quá nhiều đại giới đi tranh thủ nếu như quan âm sa thật có thể thay thế vô tận thủy vậy hắn cũng có thể nghĩ biện pháp chiết xuất một phần quan âm sa bình thường trên tay sau đó lại dùng năng lực thiên phú phỏng đoán một chút tự nhiên sẽ biết có thể dùng hay không trần lâm đưa ra yêu cầu xong đối phương trực tiếp cự tuyệt nữ tử kiên quyết nói ta chỉ cần có thể gia tăng vật phẩm bản nguyên của thiên phú thời gian còn có ngụy nguyên bảo loại thời gian những thứ khác thì thôi ngươi đã không có vậy chúng ta liền không cách nào đạt thành giao dịch trần lâm nghe vậy cũng không cưỡng cầu nữa nhưng nghĩ nghĩ vẫn mở miệng nói mặc dù hiện tại ta không có nhưng ta biết nơi nào có bản nguyên cầu tinh thuần cũng biết một người có thiên phú thời gian là có khả năng thu hoạch được bản nguyên thiên phú thời gian không bằng như vậy đi ngươi lưu cho ta một vật phẩm liên lạc, ta nếu có được mấy thứ này, lần sau tiêu giao đại hội lại tìm ngươi giao dịch. Hắn sẽ luôn sử dụng luyện hồn đan, cho nên nhu cầu của quan âm sa rất lớn, có thể có thêm một con đường giao dịch cũng tốt. Ngươi biết người có thiên phú thời gian. Ở nơi nào, giọng nói của nữ tử có chút dồn dập. Ánh mắt Trần Lâm lóe lên, nói, không tệ, hơn nữa còn là một người có năng lực thiên phú rất mạnh, ta từng chiếm được bản nguyên thiên phú của nàng, độ tinh thuần của bản nguyên cực cao nàng ở nơi nào là giới diện nào nữ tử hỏi lần nữa trần lâm trầm giọng nói cái này thì không thể nói giữa người có thiên phú là quan hệ cạnh tranh ta làm sao có thể tùy ý nói tin tức của bằng hữu cho người có thiên phú đồng loại biết chứ làm sao ngươi biết ta là người có thiên phú thời gian thanh âm của nữ tử lập tức vang lên trần lâm không còn gì để nói cô nương này thật đúng là tuổi không lớn lắm vấn đề ngây thơ như vậy cũng có thể hỏi ra Đối phương có thể cũng cảm thấy hỏi có chút ngốc, bổ sung nói, ta nói là thiên phú thời gian có rất nhiều loại, cũng không phải tất cả đều giống nhau, không nhất định có thể cắn nuốt lẫn nhau, nếu đều cắn nuốt, những người thiên phú loại thường gặp kia chẳng phải người người cảm thấy bất an, dừng một chút, lại nói, ta tìm người có thiên phú thời gian là có nguyên nhân khác, ngươi nói cho ta biết không sao. Trần Lâm trầm mặt không nói, không có trả lời. Lúc này, giọng nói của đấu giá sư vang lên, hai vị, đã đến giờ giao dịch nếu không thể đạt thành giao dịch xin hãy rút lui không nên trì hoãn quá nhiều thời gian thật có lỗi ta lập tức cắt đứt liên lạc trần lâm lập tức trả lời tuy nói như vậy nhưng tay của hắn lại không có rời khỏi mâm tròn từ trong tiếp xúc vừa rồi hắn đã cảm thấy nữ tử kia muốn ngụy nguyên bảo loại thời gian cùng bản nguyên thiên phú khẳng định có quan hệ với người có thiên phú thời gian khác không ngoài dự kiến tin tức của tây môn vô tuyết hẳn là có thể bán được giá tốt mà lần trước tây môn vô tuyết lợi dụng hắn một lần để hắn đặt mình vào trong nguy hiểm tìm phiền toái cho đối phương cũng coi như hiểu rõ ân quán này đúng như hắn dự liệu hắn vừa dứt lời đối phương liền vội vàng nói chờ một chút sau đó lập tức lại mở miệng ta đồng ý giao dịch chỉ cần ngươi đem tin tức người có thiên phú thời gian kia cho ta đồng thời đưa cho ta giới diện định vị châu của đối phương lại ký kết khế ước không nói dối ta liền đem ba thành quan âm sa này cho ngươi trần lâm sắc mặt vui vẻ dùng tin tức đổi đồ vật là phương thức hắn thích nhất, cơ bản chẳng khác nào là trắng tay. Nhưng hắn lại không lập tức đáp ứng, mà là lạnh nhạt nói, ta nói rồi, ta sẽ không tùy tiện nói tin tức của bằng hữu cho những người khác, ngươi là muốn đẩy ta vào bất nghĩa hay sao, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đáp ứng? Giọng nói của nữ tử càng thêm lo lắng, tựa như tin tức này đối với nàng rất quan trọng. Ta muốn toàn bộ quan âm sa, thiếu một hạt cũng không được. Trần Lâm trong giọng nói mang theo kiên quyết không thể thay đổi. Câu trả lời này khiến nữ tử trên đài đấu giá ngẩn ra, ngay cả khóe miệng của đấu giá sư bên cạnh cũng co giật một chút. Lập tức, nữ tử trẻ tuổi lộ ra vẻ khinh bỉ, do dự. Mà Trần Lâm thì trong lòng thấp thỏm, lo lắng muốn quá ác đem người cho chạy mất, nhưng cũng không thể chủ động giảm yêu cầu xuống, một khi giảm xuống, vậy chỉ sợ đối phương sẽ hoài nghi tính chân thật tin tức của hắn có nguy cơ hủy bỏ giao dịch. Cho nên hắn cũng trầm mặt. Thừa cơ Trần Lâm và Hoàng Phủ Kinh Nhu nói ra ân oán giữa Tây Môn Vô Tuyết và Tây Môn Vô Tuyết, miễn cho nữ nhân của mình cho rằng mình là tiểu nhân bán bằng hữu. Hoàng Phủ Kinh Nhu lại nhẹ nhàng cười, nói, phu quân là hạng người gì ta còn không rõ ràng lắm sao, hơn nữa cho dù phu quân chịu vạn người phỉ nhổ, chỉ cần tốt với ta, vậy là đủ rồi. Trần Lâm cảm thấy ấm áp trong lòng, vừa muốn biểu đạt tâm ý một chút âm thanh nữ tử trong mâm tròn liền vang lên được ta đồng ý chúng ta ký kết khế ước đi nói xong lại hướng đấu giá sư mở miệng nói kính xin đại nhân hỗ trợ làm chứng một chút có thể đấu giá sư vui vẻ đồng ý mỗi lần giao dịch người đấu giá đều giao nộp đủ phí tổn đây cũng là một trong những chức trách của nàng mặt khác nàng cũng không muốn để hai người bọn họ lại kéo dài thời gian có đấu giá sư cam đoan, sắc mặt nữ tử trẻ tuổi thả lỏng không ít, lấy ra khế ước, điền xong nội dung, truyền tống cho Trần Lâm. Trần Lâm nhìn nhìn, xác định không có cạm bẫy ngôn ngữ, liền đánh lên ấn ký của mình. Khế ước chủ yếu là ước thúc hắn, dù sao hắn ra chính là tin tức, thứ này khó phân biệt thật giả, không dùng khế ước để ước thúc căn bản không có cách nào. Mà đối phương ra là vật thật, đồ vật lấy tới tay là được, có thể giám định ngay tại chỗ. Ký kết xong xuôi, nữ tử trẻ tuổi thu được nhìn một chút, cũng ở phía trên đánh xuống ấn ký của mình, khế ước liền tự hành tiêu tán, ước thúc hình thành. Nữ tử trẻ tuổi không hề trì hoãn thời gian, đem một bình quan âm sa bỏ vào trong màn sáng truyền tống, ngay sau đó, liền thu được ngọc giảng cùng hạt châu định vị của Trần Lâm. Nàng cầm ngọc giảng lên dùng năng lượng kích phát, sau khi xem xong nội dung bên trong, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nữa, thu ngọc giảng và định vị châu vào trần lâm xa xa quan sát đối phương đi xuống đài muốn nói lại thôi hắn vốn định hỏi thăm một chút đối phương có biện pháp nào vượt qua giới diện nhưng nghĩ đến điều kiện giao dịch của đối phương lại chỉ có thể từ bỏ tiếp theo giao dịch tiếp tục tiến hành các loại kỳ trân dị bảo nhiều vô số kể từng cái được bày ra để trần lâm thấy được không ít việc đời cũng làm cho hắn càng thêm hướng về thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài đồng thời hai kiện tiên khí khác của hắn cũng đều giao dịch thành công, thu được 90 vạn tiêu giao tệ, kể từ đó, hắn liền có được hơn 1.300 tiêu giao tệ giá trị 1.000, dùng tiết kiệm chút, gần như đủ luyện chế cán thương của mũi thương đỏ sậm. Tiếp theo, chính là phải tìm kiếm luyện khí sư có thể luyện chế cán thương, hoặc là đạt được truyền thừa luyện khí tương quan, tự mình tìm hiểu nghiên cứu. Phu quân, quan âm sa này phù hợp yêu cầu sao? Trông thấy Trần Lâm lấy quan âm sa ra một hạt xem xét, Hoàng Phủ Kinh Nhu ở một bên lên tiếng hỏi trần lâm giao tinh thể phát sáng cho hoàng phủ khinh nhu lắc đầu nói hiện tại không cách nào xác định phải chờ sau khi trở về lại nói bất quá độ tinh khiết xác thực rất cao cũng không trách đối phương dám ra giá cao như vậy nhưng nơi này không thích hợp thi triển năng lực thiên phú cho nên muốn trở về lại nghiên cứu nếu có thể sử dụng vậy liền giải quyết vấn đề lớn của hắn hắn không khỏi âm thầm cảm tạ tây môn vô tuyết một phen đối phương giúp hắn giảm đi một kiện nguyện nguyên bảo chút thù hận trước kia coi như bỏ qua theo từng kiện từng kiện bảo vật xuất hiện, một ngày thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng cũng không tan cuộc, chỉ nghỉ ngơi một lúc, ban tổ chức đã mang linh trà linh tửu lên cho mỗi khách nhân, còn trang bị cho một buổi biểu diễn vũ đạo lộng lẫy. Sau đó chính là ngày đấu giá thứ hai bắt đầu. Lần này không còn là nữ đấu giá sư trước đó nữa, mà là một nữ tử khí tràng vô cùng cường đại, toàn thân trên dưới một mảnh lửa đỏ, giống như là thần chi từ trong hỏa diễm đi ra. Ít nhất cũng phải là tán tiên, Trần Lâm trong lòng chứng kinh, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng đối phương, cũng không phải chênh lệch một cảnh giới có thể làm được. Người tổ chức đại hội tiêu giao này thật sự không đơn giản, cường giả dạng gì cũng có thể lung lạc được. Điều này khiến hắn nghĩ tới tạo hóa tiên quân. Có thể là một trong những người tổ chức đại hội, thực lực không biết cường đại đến trình độ nào, muốn từ trên tay loại cường giả này đạt được bí thuật giải quyết tai họa ngầm của thân thể, chỉ sợ rất khó làm được. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng, lần này liền không đi thử, dù sao tiêu giao đại hội còn có thể lại mở ra, không vội vã nhất thời. Được rồi, buổi đấu giá hôm nay do ta phụ trách, ta tên là Hoang Lê, phía dưới mời ra vật đấu giá thứ nhất, tính cách nữ tử hỏa hồng gọn gàng linh hoạt, giới thiệu đơn giản một chút tên, liền đi thẳng vào chủ đề. Vô tướng quả một quả, quả này là linh quả vạn năng, có thể thay thế rất nhiều thiên tài địa bảo, trao đổi một món ngụy nguyên bảo kim hệ trung đẳng trở lên không tiếp nhận điều kiện khác nữ tử hỏa hồng đem một quả cây hơi mờ lớn chừng quả đấm phô bày ra một chút mở miệng giới thiệu trần lâm kinh ngạc loại trái cây này hắn chỉ thấy qua trong một ít sách cổ kỳ văn dị sự còn tưởng rằng là truyền thuyết không nghĩ tới thật tồn tại đáng tiếc là điều kiện của đối phương quá hà khắc hắn không lấy ra được nguyện nguyên bảo hệ kim bằng không nhất định sẽ giao dịch quả này dùng để luyện đan ngoại trừ tình huống cực kỳ đặc thù có thể tùy ý sử dụng một loại tài liệu chỉ cần đẳng cấp không vượt qua hạn mức cao nhất là được, giá trị khó có thể đánh giá. Thứ tốt chính là cướp giật, mặc dù chỉ cần nguyện nguyên bảo hệ kim, còn yêu cầu trung đẳng trở lên, cũng trong nháy mắt liền bị cướp đi. Điều này làm cho Trần Lâm âm thầm lắc đầu. Hắn tự cho là thân gia coi như cũng được, chủng loại bảo vật có được cũng đủ nhiều, đến sau này mới biết được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Tiếp theo, lại là một số bảo vật được bày ra, Trần Lâm nhìn mà thèm thuồng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Điều này khiến hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng bị dày vò. Ngay cả Hoàng Phủ Kinh Nhu cũng giống như vậy, bị các loại bảo vật làm cho hoa cả mắt, đầy khát vọng. May mắn đã mua cho đối phương một cái vạn diệu địch, bằng không Trần Lâm sẽ như đứng đống lửa, như ngồi đống thang. Chú ý, bảo vật kế tiếp, chính là một trong những vật phẩm áp trục hôm nay. Nữ tử hỏa hồng lời ít ý nhiều, nhận lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay nhân viên công tác sau khi mở ra bên trong là một vật thể hình bầu dục đen kịt phía trên tản ra dao động thần bí cách thật xa cũng có thể cảm ứng được trần lâm vận đủ thị lực nhưng cũng không nhìn ra là cái gì vãn vãng sinh thạch một trong thập đại kỳ thạch thời thượng cổ có lẽ có không ít đồng đạo chưa từng nghe nói qua tác dụng của loại đá này là có thể khiến người ta sau khi tiến vào luân hồi giữ được linh thức không bị lạc mất ở kiếp sau có được trí nhớ kiếp trước không để cho mọi người chờ đợi Nữ tử Hỏa Hồng lập tức nói ra công dụng của bảo vật. Trần Lâm lập tức mừng rỡ. Phu quân có chuyện gì vậy, ngài cần thứ này sao? Trông thấy phản ứng của Trần Lâm, Hoàng phủ Khinh Nhu khẽ giật mình, lên tiếng hỏi. Trần Lâm giải thích, cũng không nhất định có thể dùng đến, mà là trước kia ta từng được một vị chuyển sinh tiên nhân đề điểm, nói mượn thủ đoạn luân hồi trùng sinh, có thể giải quyết tai họa ngầm thân thể của ta, mà trọng yếu nhất của luân hồi trùng sinh chính là cam đoan linh thức không bị lạc, nếu không cũng không khác gì chết. Hoàng Phủ Kinh Nhu lập tức nhíu nhíu mày, nói, cho dù có được trí nhớ kiếp trước, sau khi luân hồi một thân tu vi cũng sẽ biến mất, còn có thiên phú cũng không cách nào bảo trụ, ngay cả có thể còn có tư chất tu luyện hay không cũng không biết, dùng phương thức như vậy cũng không thể lấy. Người nói không sai, đúng là như thế. Trần Lâm thở dài, nói, nhưng dưới tình huống không có cách nào, vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Hoàng Phủ Kinh Nhu lắc đầu, nói, vậy cũng không cần thiết, đối với tu luyện giả chúng ta mà nói có một số thời điểm lưu lại quá nhiều chuẩn bị cũng không phải là chuyện tốt gì như vậy sẽ bất lợi cho việc phấn đấu tiến thủ do dự một chút nàng nhìn trần lâm nói đại đạo tranh phong chủ yếu chính là một chữ tranh mọi chuyện đều truy cầu đường lui vậy thì sẽ chậm rãi mất đi dũng khí vượt mọi chông gai nàng điểm đến là dừng không nói quá sâu nhưng trần lâm trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của đối phương cười khổ nói Nương tử có phải cảm thấy ta là một người sợ chết, làm chuyện gì cũng lo trước lo sau, không có dũng khí tranh đấu với trời hay không?" Hoàng phủ Kinh Nhu nhẹ giọng nói, "Cũng không phải, đạo của mỗi người tu tiên đều không giống nhau, chỉ cần kiên trì bản tâm là được, ý của ta là mọi việc không thể quá cực đoan, như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, cũng không có lợi cho tu vi tăng lên." "Ha ha, nương tử dạy phải, vi phu ta nhất định sửa lại." Trần Lâm cười ha ha, ông lấy đối phương liên tục gật đầu, một bộ dạng thụ giáo. Hoàng phủ Kinh Nhu thì không nói nữa. Mặc dù nàng không có ý tứ đối với phong cách hành sự của Trần Lâm, nhưng lại không nghĩ đến việc thay đổi đối phương, ngàn vạn con đường đại đạo, không đến điểm cuối cùng, ai cũng không thể nói mình đi là đúng. Có khúc nhạc đệm này, vãn sinh thạch cũng không mua được, hai người liền bắt đầu bàn quan, chỉ thấy trên đài đấu giá hào quang không ngừng sáng lên, cạnh tranh vô cùng kịch liệt ước chừng dùng hơn một khắc đồng hồ, cuối cùng mới bị giao dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh đã đến kết thúc ngày hôm nay. Trong lúc đó Trần Lâm cũng xuất thủ hai lần, cạnh tranh hai gốc linh thảo quý giá, nhưng mà đều không thể thành công. Linh thảo là thứ mà phần lớn hệ thống tu luyện đều cần, ở bất kỳ giao dịch hội nào cũng đều là màn kịch quan trọng. Kế tiếp chính là bảo vật áp trục trọng yếu nhất của tiêu giao đại hội lần này, một câu nói của nữ tử hỏa hồng đã khiến bầu không khí trở nên sôi động. Đồng thời cũng làm cho Trần Lâm thập phần kinh ngạc. Ba ngày đấu giá hội mới qua hai ngày, làm sao lại đem bảo vật áp trục trọng yếu nhất lấy ra, hơn nữa trước đó nữ đấu giá sư kia đã nói qua, tổng cộng có 10 kiện bảo vật áp trục, hai ngày trước mỗi ngày ba kiện, ngày cuối cùng là bốn kiện, bảo vật trọng yếu đều hẳn là vào ngày mai mới đúng không chỉ Trần Lâm nghi hoặc, tất cả người tham dự đều giống như vậy, nhìn về phía nữ tử hỏa hồng trên đài đấu giá, chờ đợi đáp án. Nữ tử hỏa hồng nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, tạm thời xuất hiện một ít tình huống, cho nên đại hội tiến hành điều chỉnh quy tắc. Nói xong, thi lễ với một bên, sau đó lui sang một bên. Lập tức bóng người lóe lên, một nam tử cao lớn tràn đầy uy nghiêm xuất hiện trên đài, rõ ràng giống như người bình thường, nhưng đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại cảm giác hào quang vạn trượng. Chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt Trần Lâm đã đau nhói, hai dòng nước mắt chảy xuôi xuống. Không được nhìn, Trần Lâm vội vàng nhắc nhở Hoàng Phủ Kinh Nhu. Nhưng mà đã quá muộn, Hoàng Phủ Kinh Nhu đã nhìn sang, kết quả còn nghiêm trọng hơn hắn, trong mắt thậm chí chảy ra tơ máu, tình huống như vậy khiến Trần Lâm sinh lòng tức giận. Đây chính là đấu giá hội, bọn họ là khách nhân, cũng không phải địch nhân, coi như là cường giả, cũng không cần thiết lấy loại thủ đoạn này đùa nghịch uy phong đơn giản không hiểu thấu nhưng vào lúc này nam tử uy nghiêm trên đài mở miệng xin lỗi vừa rồi thăm dò một cánh cửa chân thật khí tức đối ứng giới diện rất quỷ dị trong quá trình thăm dò dính một ít không thể không thời khắc khắc chống cự không thể thu liễm năng lượng bản thân tu luyện giả cấp thấp tận lực đừng nhìn ta thanh âm của hắn mơ hồ bất định nhưng lời nói ra lại làm cho mọi người khiếp sợ không thôi nhất là trần lâm hắn vốn kiến thức nửa vời đối với tình huống chân thực chi môn, bây giờ nghe đối phương nói lời này, mới cảm thấy chính mình ngay cả kiến thức nửa vời cũng không có. Dựa theo thuyết pháp của đối phương để phân tích, cái gọi là thượng nguyên vực, cũng không phải là một giới diện, mà là giống như hạ nguyên vực, đồng dạng có đại thế giới, còn có hệ thống tu luyện khác. Như vậy, muốn thông qua phương thức nhập cư trái phép rời đi, liền phải thận trọng, một khi tiến vào thượng giới không phải hệ thống tu tiên đi, chỉ sợ còn không bằng ở lại hạ nguyên vực đâu, sắc mặt trần lâm có chút khó coi tin tức không đủ kết quả liền dễ dàng xuất hiện sai lầm hết thể chuẩn bị trước đó của hắn đều là vì tiến về thượng nguyên vực cho là đến thượng nguyên vực liền có thể giải quyết vấn đề của hắn hiện tại xem ra tưởng tượng có chút quá mức tốt đẹp trong lúc suy tư nam tử uy nghiêm trên đài lại mở miệng tuy lần này ta thăm dò không phải rất thuận lợi nhưng trải qua các phương không ngừng cố gắng cũng xác định một vị trí tương đối an toàn của cánh cửa chân thực đối ứng với giới chân thật thuộc về giới diện có trật tự, hiện tại chuẩn bị thăm dò quy mô lớn, bắt đầu bán ra danh ngạch thăm dò, danh ngạch thăm dò, Trần Lâm nghe nam tử uy nghiêm nói, không khỏi sờ lên cầm. Căn cứ hắn hiểu rõ, thượng nguyên vực cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào. Nếu không hình thành chân nguyên, một khi tiến vào, sẽ lập tức bị lực lượng quy tắc cao cấp gạt bỏ, ít nhất cũng phải tu luyện một loại nào đó trong thân hồn ý tới cực hạn, có được đặc tính chân nguyên mới được mà bây giờ đối phương lại muốn bán ra danh ngạch thăm dò, tiến hành thăm dò đại quy mô, chẳng lẽ là có biện pháp gì có thể khiến tu luyện giả ở hạ nguyên vực có thể chống cự quy tắc cao cấp của thượng nguyên vực hay sao, vừa nghĩ tới đây, nam tử uy nghiêm trên đài lại mở miệng. Danh ngạch thăm dò lần này tổng cộng 100 người, giá quy định mỗi danh ngạch một vạn tiêu giao tệ, phàm là người đấu giá thành công, do bản hội cung cấp hóa tắc châu, bảo đảm có thể chống cự lực lượng chân thật của thượng nguyên vực dừng lại ngắn ngủi, lại nói, mỗi một viên hóa tắc châu có thể duy trì 3 năm, mà người cạnh tranh nếu có thể trong vòng 3 năm đem tình huống sau cánh cửa chân thật phản hồi trở lại, liền có thể thu hoạch được càng nhiều hóa tắc châu, để các ngươi ở chân thật giới diện tiếp tục sinh tồn, mặt khác ở chân thật thế giới đoạt được, cũng thuộc về các ngươi sở hữu. Lời nói của Nam Tử Uy Nghiêm khiến cho Trần Lâm giật mình hiểu ra, đồng thời cũng âm thầm kinh hỉ. Lại còn có hóa tắc châu, cũng không biết có phải thật hữu hiệu hay không, nếu thật hữu hiệu, vậy chướng ngại Hoàng Phủ Kinh Nhu tiến về thượng nguyên vực cũng giải quyết. Trước đó hắn còn nghĩ, mặc dù hắn có chân nguyên, có thể tiến vào thượng nguyên vực, nhưng cũng không thể bỏ mặt hoáng Hoàng Phủ Kinh Nhu, còn có bọn người lạc thanh lang, nếu có thể tìm tới, cũng phải giúp một chút. Nhưng bản thân hắn cũng không biết chân nguyên là gì, muốn giúp cũng không có cách nào, có viên hóa tắc châu này là dễ làm rồi. Nghe ý tứ này, hạt châu này là có thể nhiều lần sử dụng, một viên có thể có tác dụng 3 năm, hơn nữa tiêu giao đại hội có thể một lần cung cấp 100 viên châu này cho tu luyện giả, số lượng nhất định không ít, nếu có thể kiếm được 180 viên cũng đủ cho vợ con sử dụng. Giọng nói của Nam Tử uy nghiêm lại vang lên, lần thăm dò này, tu vi thấp nhất phải đạt tới thất giai trở lên, hoặc là người có được quy tắc thiên phú, tu luyện giả không phù hợp yêu cầu thì không nên tham dự đấu giá. Giới thiệu xong, thân hình nam tử lóe lên biến mất không thấy gì nữa nữ tử hỏa hồng một lần nữa đi tới trước đài, nói thẳng, bắt đầu đi, tất cả những người muốn tham gia thăm dò đều ra giá, cuối cùng lựa chọn người có giá cao trong tốt 100. Tiếp theo, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, lại nói, nhận lúc trước việc thế chi kiếm ảnh hưởng, hạ nguyên vực quy tắc sinh ra một chút biến hóa, mặc dù đối với bên ngoài giới diện tai nạn ảnh hưởng không lớn, nhưng tốc độ tu luyện cũng có chút chậm lại, các loại kiếp nạn cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Tiến vào thượng nguyên vực, liền không có sầu lo phương diện này, chỗ tốt ở các phương diện đều là cực lớn, nếu có thể hấp thu một tia chân nguyên, bình cảnh đại cảnh giới nói không chừng liền đơn giản đột phá, cũng có thể ở thượng nguyên vực trường kỳ dừng lại, khoảng cách trường sinh càng gần một bước, Trần Lâm lặng lặng quan sát, cũng không có ý tứ tham dự cạnh tranh. Hắn và Hoàng Phủ Kinh Nhu đều phù hợp điều kiện, hơn nữa tiêu giao tệ cũng đầy đủ, hai bình đan dược kia của hắn vừa mới cũng bị giao dịch ra ngoài, giá trị còn cao hơn tiên kiếm. Số lượng tiêu giao tệ đã đạt đến hơn 200 vạn, mua hai danh ngạch tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hắn chỉ muốn hóa thành viên ngọc, cũng không muốn thăm dò. Người khai hoang đời đầu, tỷ lệ tử vong đều cực kỳ kinh người, đừng nói còn muốn mua danh ngạch, coi như miễn phí hắn cũng không đi. Hơn nữa hắn cảm thấy những người khác cũng sẽ không ngốc như vậy, dùng tiền đi bán mạng cho người ta. Cũng không biết phương diện tiêu giao đại hội nghĩ như thế nào, không cho thù lao nhiệm vụ còn chưa tính, lại còn muốn lấy tiền nhưng khiến trần lâm rất kinh ngạc chính là nữ tử hỏa hồng vừa dứt lời hào quang trên đài đấu giá liền không ngừng sáng lên nói rõ có rất nhiều người đang đấu giá sự khác thường tất có điều kỳ lạ hắn nghĩ mãi không ra dứt khoát gọi nhân viên phục vụ vào đại nhân có gì phân phó là muốn tham dự đấu giá sao nhân viên phục vụ đi vào phòng khách cung kính hỏi thăm trần lâm cũng không vòng vo trực tiếp hỏi hành động thăm dò nguy hiểm như vậy vì sao lại có nhiều người nguyện ý tiêu phí một lượng lớn tiêu giao tệ đi tham dự như vậy chẳng lẽ trong đó có ảo diệu gì sao a à, đại nhân hẳn là không biết vị đại nhân vừa rồi ở trên đài giới thiệu kia nếu biết liền sẽ không nghi hoặc nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý trần lâm hỏi ngược lại một câu trần lâm gật đầu đúng là không biết sao vậy vị đại nhân kia rất nổi danh sao có liên quan gì đến nhiệm vụ này chẳng lẽ là hắn dẫn đội cũng không phải nhân viên phục vụ trả lời một câu sau đó vẻ mặt khát khao nói vị đại nhân kia chính là quan minh sứ giả phàm là nhiệm vụ hắn ban bố người tham dự đều sẽ đạt được chỗ tốt có rất ít thất bại cho nên chỉ cần hắn xuất hiện liền lập tức sẽ được tất cả tu luyện giả theo đuổi trần lâm kinh ngạc không thôi còn có người thần kỳ như vậy tồn tại hắn có chút khó có thể tin cho dù đối phương là đỉnh cấp tiên thần cũng không có khả năng làm được tuyên bố tất cả nhiệm vụ đều tất nhiên thành công chứ, cái này đã đạt đến mức ngôn xuất phát tùy, nghĩ thầm chuyện thành. Hơn nữa còn không phải tác dụng vào cá thể, mà là tùy cơ lựa chọn quần thể, có năng lực cường đại như vậy, còn có thể cực hạn ở bên trong hạ nguyên vực, Trần Lâm khoát khoát tay để nhân viên phục vụ rời đi, sau đó nhíu mày truyền âm với Hoàng phủ Kinh Nhu, nương tử thấy thế nào, có chút cổ quái bất quá nếu không có biện pháp khắc hóa giải khốn cảnh trước mắt của chúng ta cũng có thể xem là một cơ hội hoàng phủ khinh nhu truyền âm trả lời trần lâm suy tư một hồi lắc đầu nói trên đời không có khả năng tồn tại chuyện tốt vô cớ nếu thật sự nhất định thành công vậy cũng không cần ở chỗ này tìm người những hậu bối đệ tử siêu cấp cường giả kia đều phải cướp đi ngay cả bản thân những cường giả kia cũng có thể tự mình tiến vào không cần tốn công tốn sức như thế cũng khó nói Hoàng Phủ Kinh Nhu truyền âm nói, người tu luyện có thể tới tham gia đại hội này, không có ai không phải là cường giả của một giới diện, không có khả năng không rõ đạo lý này, vậy bọn họ còn tranh đoạt như vậy, tất nhiên là có duyên cớ, độ tính dự của quan minh sứ giả kia khẳng định cực cao. Trần Lâm đồng ý gật đầu. Phân tích của đối phương cũng có đạo lý. Hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, cho nên mọi người tranh đoạt tự nhiên có đạo lý tranh đoạt. Nếu không phải như vậy, vị quan minh sứ giả kia cũng sẽ không tới nơi này lộ mặt, trực tiếp để đấu giá sư miêu tả là được. Được, hiện tại đã có hơn 500 người tham gia đấu giá, còn có người nào tham gia hay không? Ta đợi thêm 10 cái hô hấp, nếu không có liền xác định nhân tuyển, nữ tử hỏa hồng nhìn chung quanh toàn trường, lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng cân nhắc lợi hại nhiều lần, Trần Lâm cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ cạnh tranh. Tuy nhiều người tranh đoạt danh ngạch thăm dò như vậy, khẳng định có nguyên nhân, đây cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo tiến vào thượng nguyên vực, nhưng trong cõi U Minh, hắn chính là cảm thấy không đúng lắm. Đây là thiên phú năng lực cảnh cáo. Có cảnh báo như vậy, hắn càng sẽ không tham dự, so với nhân phẩm của Quang Minh Sứ Giả, hắn càng tin tưởng thiên phú của mình. Mặt khác thăm dò loại cửa động trọng đại như cửa chân thật này, khẳng định có rất nhiều cường giả sẽ trình diện, trên người hắn bí mật quá nhiều, không muốn bại lộ ở trong mắt những cường giả này. Vẫn là âm thầm phát triển cho thỏa đáng nếu không phải lo lắng cái này hắn đã trực tiếp kích phát hình ảnh vận mệnh phỏng đoán một chút kết quả tham dự nhiệm vụ thăm dò này làm ra quyết định trần lâm liền nhẹ nhõm xuống lẳng lặng nhìn những người khác cạnh tranh nhìn một hồi trong lòng hắn khẽ động gọi nhân viên phục vụ vào đại nhân có gì phân phó nhân viên phục vụ cung kính mở miệng trần lâm lập tức dò hỏi ta chỉ có một khối tiêu giao lệnh nếu như ta tham dự nhiệm vụ thăm dò vậy đồng bạn của ta phải làm sao trở về giới diện ban đầu lệnh bài phải đặt ở trong tay ai nhân viên phục vụ lập tức trả lời hồi bẩm đại nhân lệnh bài phải đặt ở trên tay ngài chờ sau khi đại hội kết thúc đại trận truyền tống mở ra ngài có thể dùng tiêu giao lệnh mở ra thông đạo truyền tống trước đưa đồng bạn của ngài đi sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ trở về lại xin tiếp phát tiêu giao lệnh trở về giới diện của mình trần lâm gật gật đầu hắn cảm thấy hẳn là quá trình này lập tức hắn lại hỏi Vậy nếu chúng ta không muốn trở về giới diện ban đầu, có thể xin tiến vào giới diện khác hay không? Điều hắn chủ yếu muốn biết, chính là cái này. Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Nếu có thể thông qua nơi đây trung chuyển, tiến vào giới diện khác, vậy có thể cân nhắc không trở về thần trụ giới, tìm chỗ an toàn trước thu xếp tốt, sau đó đi thăm dò yểm giới, tranh thủ thông qua yểm giới tìm kiếm con đường đi thông thượng nguyên vực. Về phần chiếc nhẫn bạch như tuyết và môi giới cá ướp muối của tiểu ngư nhi, tạm thời từ bỏ, chờ có cơ hội lại nói. Nhưng sau khi nghe được câu hỏi, nhân viên phục vụ lại lập tức lắc đầu. Không thể, không gian tiêu giao là một kiện bảo vật đặc thù, tất cả tiêu giao lệnh đều là cùng bảo vật này cùng nhau hình thành, chẳng những có số lượng cố định, hơn nữa không cách nào cải biến sử dụng quy tắc vốn có, người sử dụng tiêu giao lệnh từ nơi nào tiến đến nơi này, cũng chỉ có thể lại trở lại vị trí cũ. Trần Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn nghi ngờ nói, Vậy nếu đi thăm dò cánh cửa chân thực mà Qua Minh sứ giả đại nhân nói, phải làm thế nào mới có thể đi qua? Không lẽ cánh cửa chân thực nằm trong không gian tiêu giao này? Không không không. Nhân viên phục vụ lập tức xua tay, nói, vị trí của chân thực chi môn ta không biết, nhưng tuyệt đối không phải ở trong không gian này, nếu muốn đi qua, khẳng định là do chư vị đại nhân dẫn đầu, phương thức lợi dụng bảo vật vượt qua hư không, thủ đoạn của các đại nhân đều rất cường đại, cụ thể ta không cách nào suy đoán. Trần Lâm giật mình, không hỏi nữa, ra hiệu nhân viên phục vụ rời đi. Hắn lấy suy nghĩ của mình, suy nghĩ thủ đoạn của cường giả cấp bậc tiên thần, vậy khẳng định là nghĩ mãi mà không rõ, là mình có chút đương nhiên. Rất nhanh, 100 danh ngạch đã được quyết định, đấu giá cùng ngày cũng kết thúc. Thời điểm nghỉ ngơi giữa trận, Trần Lâm lại cùng Hoàng Phủ Kinh Nhu thảo luận một chút, thảo luận gia nhập nhiệm vụ thăm dò chân thực chi môn có thể làm được, cơ hội này thật sự là 10 phần khó được, Bỏ qua lần này, lại muốn tìm cơ hội tiến về thượng nguyên vực không quá dễ dàng. Yểm giới chỉ là một hy vọng, hơn nữa không phải rất lớn. Chủ yếu nhất là hắn thời gian cấp bách, không cách nào giống như trước chậm rãi tiến hành thăm dò yểm giới. Bất quá Hoàng Phủ Kinh Nhu sau khi suy tư, cũng phản đối mạo hiểm. Nguyên nhân vẫn là trước đó nói, nếu thật sự là chuyện tốt bánh từ trên trời rất xuống, không có khả năng đến phiên bọn họ mặt khác bọn họ không hiểu rõ quan minh sứ giả không cách nào giống như tu luyện khác sinh ra tín nhiệm tâm lý nếu ngay cả hoàng phủ khinh nhu cũng nói như vậy trần lâm cũng không xoắn suýt nữa triệt để đoạn tuyệt tưởng niệm hiện tại hắn đã có được quan âm sa có độ tinh khiết cao có thể thử một chút về thần trụ giới xem có thể thay thế vô tận thủy chế tạo ra nguyện vọng mì sợi hay không nếu thành công vậy nhiều thêm một phần hy vọng hiệu quả mỹ thực ngũ tinh vẫn đáng để chờ mong một chút hơn nữa tài liệu của hắn đầy đủ, chỉ cần thành công sẽ không chỉ một phần. Nếu thật sự không được, lần sau tiêu giao đại hội mở ra, lại nghĩ cách đạt được danh ngạch thăm dò cũng không muộn. Nếu còn không được, thì đi thăm dò cánh cổng ánh sáng dưới đáy biển. Trần Lâm cảm thấy, cánh cửa ánh sáng kia cho dù không kết nối với nguyên vực, cũng khẳng định kết nối với giới diện cao cấp khác, bằng không sẽ không xuất hiện một hi nguyệt thượng tiên ngay cả tu sĩ đại thừa đều có thể dễ dàng trấn áp. Trong lòng sắp xếp kế hoạch một chút, cảm thấy là lựa chọn tốt nhất trước mắt liền bắt đầu thưởng thức ca múa ngày thứ ba đấu giá hội tiếp tục tiến hành ba kiện nguyện nguyên bảo theo thứ tự là hệ thổ phòng ngự hệ thủy phụ trợ còn có hệ lôi công kích đều là cấp bậc trung đẳng tùy ý một cái đều có thể chọn trao đổi vật phẩm có thể chữa trị linh hồn đấu giá hội vừa mới bắt đầu một nữ tử toàn thân sát khí liền lóe lên mà hiện trên mặt một đạo vết sẹo to lớn xỏ xuyên qua cả khuôn mặt hết sức dễ làm người khác chú ý không có một câu dư thừa, hắn ném ba kiện ngụy nguyên bảo lên trên bàn đấu giá. Khoảng cách thật xa, Trần Lâm cũng bị sát khí trên người đối phương làm cho chấn kinh, đây tuyệt đối là một nhân vật giết người như ngoé. Lập tức lấy ra ba kiện ngụy nguyên bảo thuộc tính khác nhau, cũng khẳng định không phải mình đào thải, mà là giết người đoạt bảo mà đến. Bất quá nơi phát ra bảo vật cùng hắn không có quan hệ, để cho Trần Lâm phấn chấn chính là, đợi lâu như vậy rốt cục có ngụy nguyên bảo lôi thuộc tính xuất hiện, hơn nữa đối phương cần, còn là bảo vật chữa trị hồn, đây chính là sở trường của hắn. Không do dự, tìm một cơ hội đặt tay lên mâm tròn, liên hệ với đối phương. Ngươi là hệ thống tu luyện gì, có thể sử dụng luyện hóa đan dược, sau khi kết nối, Trần Lâm cũng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề. Sinh hồn đan của hắn tuy rằng có thể chữa trị thần hồn, nhưng cũng không phải chủng tộc nào cũng có thể dùng, ví dụ như manh nữ và tiểu thảo liền đều không sử dụng được đan dược của tu tiên giả sao có thể sử dụng âm thanh không chút tình cảm của đối phương vang lên nhưng còn không đợi trần lâm cao hứng đối phương lại mở miệng nói nhưng sinh hồn đan không được ta đã dùng qua không có hiệu quả thần sắc trần lâm trì trệ đồng thời cũng có chút nghi hoặc hắn còn chưa nói chuyện đối phương làm sao lại chỉ ra sinh hồn đan là trùng hợp hay là đối phương có thần thông loại độc tâm thuật, mà đang dược sở trường nhất của hắn là khôi phục linh hồn, chính là sinh hồn đan, hơn nữa trong quá khứ giao dịch mọi việc đều thuận lợi, mấy lần đổi cho hắn bảo vật quý trọng, không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà trực tiếp phủ định. Sinh hồn đan không có hiệu quả sao, là dược hiệu không đủ, hay là không đúng bệnh, Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Nếu dược hiệu không đủ, vậy hắn còn có thể thử một lần, hắn dùng năng lực thiên phú luyện chế sinh hồn đan, đều là cấp bậc hoàng mỹ. Dược hiệu mạnh hơn bình thường không ít. Nữ tử mặt sẹo lập tức đáp lại, "Không phải nguyên nhân dược hiệu. Tiếp theo giải thích, vấn đề của ta không phải đến từ linh hồn bị hao tổn, mà là bị người dùng tà thuật đánh vào phệ hồn cổ trong linh hồn. Sinh hồn đang mặc dù là dược vật thượng giai trị liệu linh hồn, nhưng đối với ta vô dụng." Trần Lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nghe ý tứ của đối phương, sinh hồn đang ở chỗ này là một loại đang dược nổi danh, cho nên đối phương mới có thể nhấc lên cũng không phải là biết độc tâm thuật. Nếu biết độc tâm thuật, hắn thật không dám cùng đối phương trao đổi, như vậy tất cả bí mật đều phải bại lộ. Nghĩ tới đây, Trần Lâm tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết, cần loại hình vật phẩm gì mới có thể thanh trừ phệ hồn cổ không? Hắn chưa nghe nói qua phệ hồn cổ, phải tìm hiểu tai họa ngầm cụ thể của vật này, mới có thể xác định diệt hồn chỉ có hữu dụng hay không. Thanh trừ rất không có khả năng, loại cổ này có đặc tính chân nguyên, không phải thủ đoạn bình thường có thể đối phó, thậm chí cũng không cảm ứng được, cho nên ta cần chính là bảo vật cố hóa linh hồn để tốc độ thông phệ của phệ hồn cổ chậm lại, hoặc là thứ thay đổi hương vị linh hồn khiến phệ hồn cổ không muốn thông phệ. Nữ tử trả lời khiến Trần Lâm nhíu mày. Bảo vật cố hóa linh hồn không dễ tìm, hắn nghe nói qua nhưng chưa thấy qua. Về phần thay đổi hương vị linh hồn, đó càng là chưa từng nghe thấy. Hắn thậm chí cũng không biết linh hồn còn có mùi vị mặc dù không có đồ vật mà đối phương nói nhưng ngụy nguyên bảo hệ lôi trần lâm lại thực sự không muốn từ bỏ suy nghĩ một chút nói ta không có bảo vật ngươi muốn nhưng ta có một loại thủ đoạn có lẽ có thể giúp đỡ ngươi nếu ngươi muốn thử một chút vậy thì tới tìm ta nói xong hắn nói số chỗ ngồi của mình cho đối phương được ngươi chờ ta đối phương lập tức đáp lại sau đó chặt đứt liên lạc trần lâm thì chăm chú nhìn món ngụy nguyên bảo lôi thuộc tính trên đài sợ bị người khác giao dịch có món bảo vật này, thực lực của hắn có thể tăng lên một mảng lớn, đối với khốn cảnh trước mắt của hắn có trợ giúp cực lớn. Nếu như không phải không muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra diệt hồn chỉ, hắn liền trực tiếp xin lên bàn đấu giá. Qua một hồi lâu, nữ tử mặt sẹo vẻ mặt hậm hực thu hồi ba kiện bảo vật, hiển nhiên là không ai có thể lấy ra thứ nàng muốn. Điều này làm cho Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương giao dịch thất bại, hắn sẽ có cơ hội. Đúng như hắn sở liệu, chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ liền xin tiến vào phòng khách, thông báo có người đến thăm. Đại hội tiêu giao không cấm lén giao dịch, ở trên hội đấu giá cũng là như thế. Bởi vì phí dụng vật phẩm bán đấu giá đều là sớm giao nộp, đấu giá thất bại cũng không trả lại, không cần thiết phải cấm. Được Trần Lâm cho phép, nữ tử mặt sẹo liền được dẫn vào. Khoảng cách gần như vậy, sát khí trên người đối phương càng đậm, ngay cả Trần Lâm cũng có chút không chịu nổi, mà Hoàng Phủ Kinh Nhu ở bên cạnh sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thân thể ta bây giờ có vấn đề, không cách nào triệt để áp chế khí huyết sát, hai người các ngươi dùng cái này ngăn cản một chút đi, nữ tử mặt sẹo trông thấy trạng thái của hai người, không khỏi nhíu nhíu mày, lấy ra hai cái không khác tiêu giao lệnh lắm, nhưng muốn lệnh bài nhỏ hơn một chút, giao cho Trần Lâm. Trần Lâm thần sắc khẽ động, phân ra một cái đưa cho Hoàng Phủ Kinh Nhu. Lệnh bài này là vật ngăn cách năng lượng nhân viên công tác đeo, ở trong không gian này, có thể chống đỡ năng lượng cường giả ăn mòn. Dù sao tu vi của nhân viên công tác cũng không cao, không có chút thủ đoạn phòng ngự, rất dễ dàng bị năng lượng cường giả trực tiếp giết chết. Bất quá vật ấy tự hồ không giao dịch với bên ngoài, cũng không biết đối phương làm sao lấy được. Nói đi, ngươi có thủ đoạn gì, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, nữ tử mặt sẹo lập tức lên tiếng hỏi. Trần Lâm trầm ngâm một chút, nói: "Là một loại bí thuật, có thể thanh trừ năng lượng dị thường trong linh hồn, nhưng cụ thể có thể giải quyết vấn đề của ngươi hay không, ta cũng không cách nào xác định, loại phệ hồn cổ quỷ dị này, trước kia ta cũng chưa từng gặp qua." Nữ tử lạnh nhạt nói: "Không gặp là chuyện bình thường, gặp ngươi thì không thể ở đây nói chuyện với ta." Nói xong, nàng nhìn Trần Lâm một chút, nói: "Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước thử một chút đi." ta thấy ngươi tựa như có chút tự tin nếu có thể giải quyết vấn đề của ta không cần hoàn toàn giải quyết chỉ cần có thể áp chế ba món ngụy nguyên bảo kia ngươi tùy tiện chọn một món nếu thật có thể hoàn toàn giải quyết ba món bảo vật kia liền đều cho ngươi ta còn có thể cho ngươi lại cái khác bảo vật làm phần thưởng được vậy trước tiên thử một lần đi trần lâm cũng không chắc chắn chỉ có thể thử một lần trầm ngâm một chút lại giải thích bí thuật này của ta cũng có tổn hại đối với linh hồn bản nguyên nhưng ta sẽ nắm giữ độ tốt cho nên xin không cần lo lắng thấy đối phương gật đầu hắn không do dự nữa ngón tay trực tiếp điểm lên thân thể đối phương tiếp xúc trực tiếp như vậy có thể đảm bảo mức độ lớn nhất là sóng năng lượng không bị tiết ra ngoài tránh bị người khác chú ý đến mặc dù diệt hồn chỉ là bí thuật không có nguy hiểm bị cướp đoạt nhưng lai lịch cũng không giống bình thường vẫn là phải điệu thấp một ít Hoàng Phủ khinh nhu thì lui sang một bên, miễn cho quấy nhiễu. Hả? Năng lượng của diệt hồn chỉ vừa vào cơ thể. sắc mặt nữ tử mặt thẹo lập tức trắng bệch, sau đó lên tiếng kinh dị. thân hình nàng lui về phía sau một bước, nhìn Trần Lâm nói: ngươi là Trấn Mục sứ, nhưng lập tức lại lắc đầu, không có khả năng. Trấn Mục sứ cũng sẽ không yếu như vậy. Ngươi là làm sao đạt được Trấn Mục chi lực? Ánh mắt Trần Lâm lóe lên, nói: ta không biết đại nhân đang nói cái gì. Chỉ pháp này là ta học được lúc ở giới diện cấp thấp cũng không phải là trấn ngục chi lực gì, đại nhân sao lại nói lời ấy, không có khả năng, nữ tử mặt sẹo khẳng định, trước đó ta đã từng tiếp xúc với loại lực. Lượng này, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, trấn mục chi lực cũng không phải là ai cũng có thể tu luyện ra, nhất định phải có người truyền thừa cho ngươi, hơn nữa linh hồn của ngươi còn phải có thể chịu tải lực lượng như vậy mới được, loại linh hồn này thế nhưng là không thấy nhiều. Vừa nói, nàng vừa dò xét Trần Lâm, gương mặt vẫn không có chút biến hóa nào cũng lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Trần Lâm cũng nhìn đối phương một cái, nói, nguồn gốc năng lực không quan trọng, hiệu quả mới là quan trọng nhất, không biết bí thuật này có thể giải quyết vấn đề thân thể của đại nhân không? Có thể, nữ tử mặt sẹo thu hồi ánh mắt, cực đầu nói, vô vọng đại sư nói không sai, trên buổi đấu giá này quả nhiên có thể tìm được phương pháp giải quyết, xem ra mạng ta là không đến tuyệt lộ. Nghe được bốn chữ vô vọng đại sư, Trần Lâm không khỏi trong lòng máy động, cái danh xưng này nghe tựa như là pháp danh của cao tăng Phật môn nhưng hắn lập tức vứt bỏ tạp niệm, nói với nữ tử mặt sẹo: vậy chúng ta tiếp tục đi, không nên trì hoãn quan sát bán đấu giá. tất cả những chuyện có thể liên quan đến phật tu hắn đều tránh xa, không nghe ngóng cũng không tò mò. nữ tử mặt sẹo cũng không xoắn xuýt chuyện trấn một chi lực nữa, mở miệng nói với trần lâm: ngươi chỉ cần sử dụng phương pháp vừa rồi với ta là được, nghe ta chỉ huy thay đổi mạnh yếu, cái khác không cần phải quản. nói xong, liền khép hờ hai mắt, lẳng lặng chờ đợi trọn vẹn một canh giờ, nữ tử mặt sẹo mới mở hai mắt ra. Không sai, trấn ngục chi lực quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những là khắc tinh của tất cả sinh vật quỷ dị, áp chế đối với linh hồn cũng là kinh người, hơn nữa truyền thừa này của ngươi, vận dụng đối với trấn mục chi lực chủ yếu chính là ở trên linh hồn, vừa lúc có thể làm cho ta cảm ứng rõ ràng được vệ hồn cổ tồn tại. Nữ tử mặt sẹo đứng lên, nhìn Trần Lâm mở miệng nói. Vừa mới nói xong, thân thể liền lay động một cái, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Xem ra linh hồn bản nguyên của bản thân cũng bị thương không nhẹ. Không đợi Trần Lâm trả lời, nàng liền đem ba kiện ngụy nguyên bảo vừa mới lấy ra, đặt lên bàn. Trước đó ta đồng ý, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết tai họa ngầm thân thể, vậy ba món bảo vật này đều thuộc về ngươi, mặt khác nếu ngươi còn có nhu cầu gì, cũng có thể nói ra, phạm vi đủ khả năng ta đều có thể giúp ngươi làm được. Trần Lâm vui mừng nhìn về phía mặt bàn, bảo vật tâm tâm niệm niệm rốt cuộc tới tay, mục đích tiêu giao đại hội lần này cơ hồ là hoàn thành một nửa. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy Ngụy Nguyên bảo hệ lôi, đẩy hai kiện khác trở về. Sau đó mở miệng nói, không biết đại nhân có thể đổi hai kiện bảo vật này thành lôi hoàng thạch, còn có truyền thừa luyện chế hoặc chữa trị nguyên bảo hay không, Ngụy Nguyên bảo hệ thổ và hệ thủy, đối với hắn ý nghĩa không phải rất lớn mà hắn cũng không tiện thật trực tiếp mở miệng đòi chỗ tốt, cho nên đưa ra trao đổi, như vậy cũng dễ nói chuyện một chút. Nữ tử mặt sẹo suy nghĩ một chút, liền gật đầu, lôi Hoàng Thạch sao? Có thể, ta nhớ trước đó có một tu luyện giả lấy ra, để ta nói với hắn, nhưng ngươi muốn luyện chế truyền thừa nguyên bảo làm gì, chẳng lẽ ngươi là một luyện bảo sư, không phải? Trần Lâm lập tức trả lời, nói tiếp, ta cũng không phải luyện bảo sư, chỉ là trên tay có một kiện bảo vật bị tàn phá muốn thử chữa trị một chút. Nữ tử mặt sẹo nghe vậy cao mày nói, bảo vật bản nguyên, chỉ cần bảo vật không có thiếu thốn, sau khi cung cấp đầy đủ năng lượng bản nguyên của đồng loại là có thể chậm rãi khôi phục. Nếu như thiếu thốn, muốn khôi phục một lần nữa cũng không quá dễ dàng, nếu như ngươi không phải là luyện bảo sư ở phương diện này, vẫn là không nên trì hoãn thời gian ở phương diện này cho thỏa đáng. Dừng một chút, nàng lại nói, hơn nữa phương pháp luyện chế bảo vật bản nguyên, trong hạ nguyên vực cũng chưa chắc đã tồn tại, tất cả bảo vật bản nguyên đã biết đều đến từ các di tích viễn cổ, hẳn là từ thượng nguyên vực lưu lạc xuống, cái này ngươi đừng nghĩ. Trần Lâm một bộ thụ giáo. Thật ra hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút. Bảo vật bản nguyên là bảo vật mạnh nhất trong tất cả hệ thống tu luyện ở hạ nguyên vực mà hắn biết, còn muốn vượt qua bảo vật chân linh, loại bảo vật cấp độ này luyện chế truyền thừa, đừng nói không có, cho dù có cũng không phải hắn có thể đạt được. Nghĩ tới đây hắn lại hỏi, vậy phương pháp luyện chế nguyện nguyên bảo kia, không biết có dễ dàng đạt được không?" Mặt Sẹo gật gật đầu, truyền thừa của Ngụy Nguyên Bảo rất thông thường, chủ thể của bảo vật này luyện chế cũng không khó, khó khăn là làm sao đạt được quy tắc bản nguyên và dung nhập nó vào trong đó, nhưng nếu ngươi muốn dùng phương thức này để chữa trị nguyên bảo không trọn vẹn của ngươi, nguyên bảo kia cũng sẽ không phải nguyên bảo nữa, mà là biến thành Ngụy Nguyên Bảo cao cấp. Trên thực tế mấy món Ngụy Nguyên Bảo đỉnh cấp nổi danh kia, đều là dùng phương thức này luyện chế ra. Nói xong nàng mở cửa phòng khách ra nói, ngươi ở đây đợi ta một chút ta đi một lát sẽ về bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa trần lâm thì cầm ngụy lôi hệ nguyên bảo lên đặt ở trong tay kiểm tra đây là một thanh trường đao màu tím tạo hình lưu loát quy tắc lôi thuộc tính ngậm mà không phát chỉ nhìn đã có loại cảm giác đối mặt lôi đình run rẩy thử một chút rót lực lượng lôi đình vào trong đó thân đao lập tức lóe lên huỳnh quang màu tím thấy thế trong lòng trần lâm buông lỏng hắn thật đúng là lo lắng lôi đình chi lực của mình không phù hợp yêu cầu sử dụng ngụy nguyên bảo dù sao ngụy nguyên bảo yêu cầu chính là quy tắc chi lực thuần túy mà lôi đình chi lực của hắn là thông qua tu luyện pháp lực diễn sinh mà ra hiện tại xem ra đẳng cấp của môn pháp quyết thiên lôi cửu chuyển này vẫn là đầy đủ tu luyện ra được quy tắc lôi thuộc tính cũng đủ thuần túy mặt khác chuyện này cũng có thể có quan hệ với việc hắn tiến vào hợp đạo cảnh còn nữa Hẳn là còn có nguyên nhân hắn một mực đang lĩnh hội quy tắc lôi đình tiên thiên của Lôi Thần kiếm. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể sử dụng là được. Như vậy hắn có hai kiện ngụy nguyên bảo không cần dựa vào tiên thiên chi lực. Thực lực tăng vọt thì không nói, sử dụng hai kiện ngụy nguyên bảo này cũng không cần lo lắng bại lộ tiên thiên chi lực, miễn cho lúc sử dụng còn phải che che lấp lấp. Không bao lâu, nữ tử mặt sẹo đã trở về, ném một viên truyền thừa châu và một tảng đá lên trên bàn ánh mắt Trần Lâm sáng lên. Đối phương thật đúng là đem lôi hoàng thạch tới, tác dụng của khối lôi hoàng thạch này đối với hắn còn vượt qua Ngụy nguyên bảo hệ lôi. Có vật này, hắn liền có hy vọng dung nhập lực lượng lôi đình tiên thiên của lôi thần kiếm vào trong ngũ lôi quanh đỉnh, như vậy chẳng những uy lực không thể so sánh nổi, cũng có thể để cho hắn đem đạo thuật đạt tới viên mãn, bù đắp chỗ thiếu hụt lúc tấn chức hợp đạo lưu lại. Đa tạ đại nhân, không biết công tính đại danh của đại nhân là gì, Trần Lâm cầm lấy lôi hoàng thạch kiểm tra một chút, cảm giác chính là khối của người trước kia cũng không biết đối phương sử dụng biện pháp gì để làm khuôn phép nữ tử mặt sẹo cũng thu hồi hai kiện nguyện nguyên bảo nói ta gọi ân hoàng đến từ vạn thánh giới về sau nếu còn có thể gặp lại ta liền kết giao bằng hữu ngươi trần lâm trong lúc nhất thời không hiểu được ý tứ của đối phương không biết vì sao phải chờ lần sau gặp mặt mới là bằng hữu nhưng hắn không quan tâm chuyện này lập tức hỏi thì ra là ân hoàng đại nhân không biết đại nhân hiểu bao nhiêu về trấn một sứ có thể nói với vãn bối một chút hay không thế nào người lưu lại truyền thừa cho ngươi không có nói cho ngươi sao nữ tử mặt sẹo liếc nhìn trần lâm ý tứ mười phần tìm tòi nghiên cứu trần lâm lắc đầu ăn ngay nói thật truyền thừa diệt hồn chỉ này là sư phụ ta dạy cho ta hơn nữa cũng không chỉ một mình ta học được còn có những người khác cũng học được cho nên lúc trước cũng không cảm thấy có cái gì dị thường chỉ là cảm giác thuộc này tổn thương đối với sinh vật loại âm hồn khá mạnh mà thôi Ồ còn có những người khác học được nữ tử mặt sẹo lộ ra vẻ kinh ngạc hứng thú nói vậy giới diện chỗ ngươi ở chỉ sợ không tầm thường a à, linh hồn có thể chịu tải trấn một chi lực thế nhưng là rất ít mỗi một cái đều có chỗ đặc thù chính ngươi ngẫm lại chính mình có cái gì khác biệt a à, tiếp theo lại nói về phần trấn một sứ là cái gì cái này thật ra ta cũng không rõ ràng lắm nhắm chừng ở thượng nguyên vực có thể tìm được đáp án ta chỉ biết rằng trấn một sứ đặc biệt nhằm vào những sinh vật đặc biệt kia ví dụ như la còn có sinh vật của minh giới và yểm giới, nhưng tại sao bọn chúng lại nhắm vào những sinh vật này, không ai biết cả. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Nghe đối phương nói như vậy, diệt hồn chỉ này của mình chỉ sợ còn liên lụy rất lớn, có loại cảm giác lại bị phiền toái cuốn thân. Được rồi, nếu ngươi đã có được trấn ngục chi lực, như vậy chỉ cần còn sống, tự nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng, ta còn có việc, nếu có duyên lại gặp nhau, ngươi ta lại trò chuyện nữ tử mặt sẹo ý vị thâm trường nói một câu, liền đứng dậy rời khỏi phòng bao. Trần Lâm không rõ đối phương rốt cuộc có ý gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, chính hắn cũng không biết bước tiếp theo sẽ đi nơi nào, cơ hội có thể nhìn thấy rất xa vời. Tiếp theo cầm truyền thừa châu lên, kiểm tra một chút, bắt đầu xem xét nội dung bên trong. Lập tức tinh thần chấn động. Truyền thừa châu mà đối phương cho vẫn là loại có chứa cảm ngộ kia, trực tiếp liền đem nội dung quán chú vào trong đầu của hắn, để cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian để lĩnh hội. Hơn nữa căn cứ nội dung ghi lại, Ngụy Nguyên bảo luyện chế cũng không trường ra, nhất là hắn chỉ cần luyện chế bộ phận vật dẫn, vẫn là dùng tiêu giao tệ làm tài liệu, chỉ cần dựa theo trình tự rèn luyện ngưng hình là được. Chỉ có phần nối tiếp cuối cùng cần một chút trình độ, nhưng có bột tinh vân của Dương Thiên Tinh trong tay, cộng thêm năng lực thiên phú phụ trợ, thành công chữa trị đầu thương đỏ sậm hẳn là không thành vấn đề cũng không biết sau khi chữa trị xong sẽ có hiệu quả như thế nào phu quân ta nghe nói qua trấn ngục chi lực đúng lúc này hoàng phủ khinh nhu bỗng nhiên mở miệng điều này làm cho trần lâm sững sờ kinh nghi nói Ngươi biết trấn ngục chi lực ở nơi nào biết được sắc mặt hoàng phủ khinh nhu cổ quái nói trước khi gặp phu quân ta từ chỗ cô tổ mẫu nghe được người của tuyết ưng vẫn đang tìm kiếm người có được trấn ngục chi lực người của tuyết ưng, Trần Lâm sờ lên cầm, lâm vào trong suy tư. Nếu như người của tuyết ưng đang tìm kiếm, như vậy chính là có liên quan đến cánh cửa ánh sáng dưới đáy biển kia, chẳng lẽ đằng sau cánh cửa ánh sáng kia, có sinh linh có thể bị trấn ngục chi lực khắc chế, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Nếu thật như thế, đằng sau cánh cửa ánh sáng kia, rất có thể chính là địa phương phong ấn tu la, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Trần Lâm cảm thấy cần phải tìm được thủ lĩnh của tổ chức tuyết ưng biết rõ ràng bí mật đằng sau cánh cửa ánh sáng. Vù, Trần Lâm đang muốn cùng Hoàng Phủ Kinh Nhu tham khảo một chút, mâm tròn trên bàn bỗng nhiên rung động. Hắn lập tức đặt tay lên, mở ra trò chuyện. Tiếp theo đấu giá chính là túy thần nhưỡng của quý khách, quý khách có muốn lên đài không, thanh âm của đấu giá sư vang lên. Trần Lâm không chút do dự nói, không cần, dựa theo yêu cầu trước đó ta lưu lại đấu giá là được. Được. Đối phương không có dông dài, chỉ nói một chữ tốt liền cắt đứt liên hệ ngay sau đó thanh âm trên đài đấu giá liền vang lên một bình túy thần nhưỡng hiệu quả của vật ấy không cần nhiều lời tự nhiên phải biết không cần lấy tới tay cũng không có tác dụng lớn người cầm bảo vật yêu cầu là giao dịch vô tận thủy đăng tiên đang cùng với đan phương lôi hệ nguyện nguyên bảo ngân văn ly hồn thú quan âm sa chất lượng cao hoặc là bảo vật có uy lực lớn một lần có thể cho người tu tiên sử dụng yêu cầu này vừa nói ra người cạnh tranh cơ bản liền biết người có được vật ấy cùng tiên khí đang dược trước đó là cùng một người yêu cầu cơ hồ giống nhau như đúc thế nhưng còn không đợi đám người tham dự đấu giá một thanh âm phiêu hốt bất định vang lên trong đầu trần lâm ta muốn đồ vật bảo vật lát nữa đưa đến tay ngươi trần lâm sững sờ nhưng lập tức ôn quyền nói đại nhân nếu cần ta còn có mấy bình liền tặng cho ngài người truyền âm chính là vị quan minh sứ giả kia đối phương có thể biết vị trí của hắn cũng không kỳ quái hơn nữa hắn cũng đang muốn cùng đối phương kéo quan hệ, dù sao đối phương nắm giữ danh ngạch tiến vào thượng nguyên vực, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Cho nên mấy bình túy thần nhưỡng không thể keo kiệt. Trần Lâm lấy ra ba bình túy thần nhưỡng, khởi động truyền tống trận bàn tròn, bỏ vào. Sau đó cùng đấu giá sư trao đổi tình huống. Được rồi, ta biết rồi. Đấu giá sư đáp lại một câu, liền đóng gói thu hồi túy thần nhưỡng, giao cho nhân viên công tác bên cạnh. Tiếp theo bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm tiếp theo. Trần Lâm lặng lặng chờ đợi, nghĩ đến vị quan minh sứ giả kia sẽ cho hắn thù lao gì. Rất nhanh, nhân viên phục vụ xin tiến vào, mang theo một nữ tử cũng cho người ta một loại cảm giác phát sáng đi vào. Xin chào, xin hỏi ngươi tên là gì, thanh âm nữ tử rất nhẹ, hỏi thăm Trần Lâm. Lúc này Trần Lâm không có khả năng dùng tên giả, lập tức trả lời, ta tên Trần Lâm, nếu như đại nhân còn cần túy thần nhưỡng, Ta trở về thu thập thêm một ít, lần sau tới tiêu giao đại hội mang tới. Không cần, hiện tại những thứ này đã đủ rồi, đây là thù lao cho ngươi." Nữ tử lấy ra một thanh tiểu kiếm chỉ to bằng ngón tay, đưa cho Trần Lâm nói: "Đây là tổ phụ ta dùng thần thông ngưng tụ ra Quang Minh Chi kiếm phân thể, sau khi phóng thích uy năng tương đương một kích của tổ phụ ta, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi kích phát năng lượng sẽ một mực tiêu hao, không cách nào ngưng hẳn, lúc muốn vận dụng, trực tiếp dùng lực lượng quy tắc kích phát là được." Chờ Trần Lâm tiếp nhận tiểu kiếm, nữ tử liền trực tiếp rời đi, không có bất kỳ lời nói nào khác. Trần Lâm có chút thất vọng, hắn vốn định cùng Quang Minh Sứ Giả tạo quan hệ, hiện tại xem ra vẫn nên như vậy. Ở trước mặt cường giả như vậy, hắn ngay cả tư cách gặp mặt một lần cũng không có, đối phương có thể phái một hậu bối đến đưa thù lao cho hắn, đã coi như là nể tình. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý đặt ở trên tiểu kiếm quan minh sứ giả có thể trở thành một trong những người tổ chức tiêu giao đại hội, thực lực ở bên trong tiên thần cũng nên thuộc về cường giả, một kích của hắn, không nói đồ tiên diệt thần, tiên nhân trở xuống tuyệt đối khó có thể ngăn cản, có bảo vật này, như vậy thời điểm hắn đối mặt với đám tu sĩ đại thừa hạ Kim Lân, liền không đến mức thúc thủ vô sắc. Trên mặt Hoàng Phủ Kinh Nhu cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Đối với nàng mà nói, tiểu kiếm này còn quan trọng hơn so với những bảo vật khác tu vi pháp thuật cho dù có tăng lên thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tăng lên tới đại thừa, cho nên Trần Lâm chỉ cần gặp được hạ kim lân, liền có nguy cơ vẫn lạc. Ngược lại là nàng, tính nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Nàng chỉ là luyện hư tu sĩ, trên người cũng không có bảo vật gì trọng yếu, còn không đủ để tu sĩ đại thừa để ý, hơn nữa có cô tổ mẫu của nàng ở đây, khi nguyệt thượng tiên kia cũng chưa chắc sẽ làm khó nàng, chỉ cần Trần Lâm an toàn, nàng liền không cần lo lắng. Nhìn một hồi. Trần Lâm thu hồi tiểu kiếm, tiếp tục chú ý đấu giá hội. Nhưng đấu giá kế tiếp không gần sóng, không có xuất hiện vật phẩm hắn cần, mặc dù cũng có một ít bảo vật hắn nhìn mà mê tiếc mắt, nhưng không có vật phẩm thỏa mãn điều kiện giao dịch, chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng một kiện bảo vật, là một đóa kỳ hoa, có hiệu quả khởi tử hồi sinh, đưa tới một phen oanh động, trọn vẹn cạnh tranh nửa canh giờ, mới bị giao dịch đi ra ngoài bực này bảo vật không phải bọn hắn có thể tham dự đấu giá, Trần Lâm cùng Hoàng Phủ Kinh Nhu chỉ có thể nhìn, cũng đối với chư thiên vạn giới sinh ra vô hạn ước mơ. Đại hội tiêu giao lần này kết thúc như vậy, phàm là người đấu giá được nhiệm vụ thăm dò, đi theo nhân viên phục vụ tiến về đại điện nghị sự, những người còn lại có thể tự động rời đi, đấu giá hội kết thúc, đấu giá sư trên đài liền tuyên bố tan cuộc. Sau đó Trần Lâm cảm thấy không gian rung lên, tiêu giao lệnh tự động kích phát, ở trong sương phòng tạo thành một cái thông đạo truyền tống. Hắn quy tâm như tên, cũng lo lắng ở chỗ này bị cường giả chú ý đến, không do dự, kéo tay Hoàng Phủ Kinh Nhu, lóe lên tiếng nhập trong thông đạo. Biển hắc ám. Thân ảnh hai người xuất hiện trong động phủ dưới đáy biển. Trần Lâm đầu tiên là kiểm tra cảnh vật chung quanh một chút, cũng không có phát hiện dị thường, hơn nữa vị trí lúc trước rời đi không sai chút nào. Điều này khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ, sau đó đi tới nơi giấu chiếc nhẫn, thuận lợi lấy chiếc nhẫn ra. Xem ra người thật sự là do ngươi giết, Trần Lâm vừa mới lấy chiếc nhẫn từ trong khe đá ra, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền vang lên sau lưng, khiến cho thân hình của hắn cứng đờ. Hắn lập tức kích phát thanh đằng thuẫn, lập tức bắt lấy tiểu kiếm giấu ở trong tay áo, chậm rãi xoay người. Các hạ là, nhìn tiểu nữ hài trước mặt, Trần Lâm đã có suy đoán, nhưng vẫn trầm giọng hỏi thăm. Nước biển xung quanh cô bé tự động tách ra, tạo thành một không gian độc lập, bao phủ cả nàng và Trần Lâm vào trong đó. Sau đó đi về phía trước hai bước, lạnh nhạt nói, ta chính là Hy Nguyệt. Lập tức lại vươn tay, nhìn Trần Lâm nói, ngươi giết hậu duệ người hầu của ta, vậy đồ vật của hắn nhất định là rơi vào trong tay của ngươi, lấy ra đi, nghe được lời nói của đối phương, một tia may mắn cuối cùng của Trần Lâm biến mất. Hơn nữa từ trong lời nói của đối phương phân tích, đối phương một mực tìm hắn, cũng không phải nguyên nhân lôi thần kiếm cùng diệt hồn chỉ mà là bởi vì bạch như tuyết. Đối phương hẳn là có thể cảm ứng được độc giác trắng như tuyết, mà gia tộc bạch như tuyết, lại là hậu duệ người hầu của đối phương, nhân tố này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự nhiên cũng không có phương pháp ứng đối trước đó. Trần Lâm nhìn xa xa một chút, không nhìn thấy thân ảnh Hoàng Phủ Kinh Nhu, lập tức trầm giọng nói, đạo lữ của ta đâu, ngươi làm gì nàng rồi, ánh mắt hi nguyệt lạnh lẽo, tự hồ rất không hài lòng với câu hỏi không trả lời của Trần Lâm nhưng cũng không có phát tác mà là lạnh nhạt nói hiện tại còn sống nhưng nếu ngươi không thể làm cho ta hài lòng vậy còn có thể sống hay không liền không nhất định trần lâm trong lòng buông lỏng đối phương không có trực tiếp giết người liền có chỗ trống hòa hoãn nghĩ nghĩ hắn lấy ra viên bài trắng như tuyết dùng pháp lực bao vây đưa đến trước mặt đối phương thượng tiên nói chính là vật này bé gái đưa tay tiếp lấy cực cực đầu nói không sai quả nhiên ở trong tay ngươi ngươi đã thức thời như thế ta đây cũng sẽ không truy cứu việc ngươi giết hậu duệ người hầu của ta từ giờ trở đi ngươi chính là người hầu của ta đi theo bên cạnh ta đi lời nói này khiến cho trần lâm một trận ngạc nhiên hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đối phương nhiều năm như vậy ngay cả hát ám hải cũng không dám rời đi kết quả chính là như vậy sớm biết như thế hắn còn không bằng chủ động đầu phục đối phương cũng không đến mức chậm trễ nhiều năm tu luyện như vậy thế nào ngươi không muốn không có được câu trả lời của trần lâm khí tức trên người tiểu nữ hài lại trở nên nguy hiểm trần lâm lập tức ôm quyền nói thượng tiên có lệnh sao dám không theo hừ coi như ngươi thức thời cô bé khẽ hừ một tiếng xoay người rời đi ánh mắt trần lâm lóe lên một cái thu hồi chiếc nhẫn bạch như tuyết nhanh chóng đuổi theo hắn một mực chờ đợi đối phương yêu cầu chiếc chìa khóa kia nhưng đối phương lại không có nói ra nói cách khác đối phương cũng không biết sự tồn tại của chìa khóa May mắn là độ che chắn không gian của những tiên nhân cao, các đứt cảm ứng giữa chìa khóa và viên bài, bạch như tuyết trăm phương ngàn kế đi không gian tước vị tìm kiếm chìa khóa kia, khẳng định là có thể sử dụng ở phía sau cánh cửa ánh sáng, có lẽ chìa khóa kia, chính là cơ hội để hắn bỏ chạy. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không chủ động lấy ra. Hai người một trước một sau, rất nhanh đã đi tới trên mặt biển. Trần Lâm đang muốn hỏi thăm Hoàng Phủ Kinh Nhu Hạ Lạc, liền trông thấy trên mặt biển trôi nổi một đám người. Trong đó có Hoàng Phủ Anh, mà Hoàng Phủ Kinh Nhu đang lơ lửng bên cạnh đối phương. Phu quân, trông thấy hắn đi ra, Hoàng Phủ Kinh Nhu lập tức phi thân tới, trong ánh mắt mang theo ý hỏi thăm. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta, Trần Lâm thấy thế vội vàng truyền âm, để Hoàng Phủ Kinh Nhu trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Anh. Mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc, hắn cũng cảm thấy tính cách của Hi Nguyệt Thượng Tiên này quá dị, trước khi không có nắm chắc đối phó đối phương, không thể chọc cho đối phương không vui, như vậy không có chỗ tốt. Hoàng Phủ Kinh Nhu lập tức hiểu ý Trần Lâm, không tiến lên nữa, mà là yên lặng quay về. Lúc này, Trần Lâm mới bắt đầu dò xét những người khác. Vừa nhìn thấy đã không khỏi âm thầm kinh hãi, ở đây có khoảng chừng 6-70 người, tất cả đều có khí tức mạnh mẽ, ít nhất cũng là hợp đạo cảnh hắn cảm giác toàn bộ tu sĩ hợp đạo của thần trụ giới tự hồ đều bị tập trung đến nơi này, cũng biết ý muốn như thế nào. Ngay cả Dương Thiên Tinh cũng ở đây, nhưng cũng không chào hỏi hắn, giống như không quen biết. Mấy tu sĩ hợp đạo khác của Tam Trụ Thành cũng ở đây, còn có cường giả hợp đạo trước đó ở trước cánh cổng ánh sáng, tất cả đều ở nơi này. Mà bắt mắt nhất, chính là ba thân ảnh đứng ở phía trước. Chỉ nhìn một chút, Trần Lâm đã xác định thân phận của ba người ở giữa chính là Hạ Kim Lân, bên cạnh cổng một cái vỏ kiếm, không thể nghi ngờ chính là Thái Thượng Trưởng Lão Miêu Quang Hải của thần kiếm tông, mà một nữ khác, thì là nữ tu sĩ đại thừa duy nhất Trác Ngạo Liên. Bức họa của ba người giống như hắn đều đã xem qua, tuyệt đối sẽ không tính sai. Ba vị đại thừa, mấy chục hợp đạo, còn có Hoàng Phủ Anh, tất cả đều tề tụ ở đây, chờ hắn từ tiêu giao đại hội trở về, thật để Trần Lâm thụ sủng nhược kinh điều hắn lo lắng hơn là hạ kim lân làm khó dễ hắn giải quyết hung thủ đã giết chết ly hỏa đạo quân trần lâm tay cầm tiểu kiếm quan minh sứ giả thần sắc cảnh giác chủ yếu chính là phòng bị hạ kim lân nhưng đối phương cũng không ra tay chỉ nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt điều này khiến cho trần lâm hơi thả lỏng xem ra đối phương cũng không dám lỗ mãn trước mặt hy nguyệt thượng tiên đương nhiên hắn cũng không dám động thủ quan minh chi kiếm có thể đánh chết hạ kim lân nhưng chưa hẳn có thể đánh chết Hy Nguyệt, một khi động thủ hậu quả khó liệu. Đi thôi, Hy Nguyệt chào hỏi một tiếng, sau đó phi độn về phía trước. Hoàng Phủ Anh nhìn thoáng qua Trần Lâm, lập tức bay đến sau lưng Hy Nguyệt, đi sát theo, đi cùng nàng còn có một thanh niên hoa phục, chính là chân Lân Vũ. Trông thấy người này, trong mắt Trần Lâm lóe lên hàng quang. Hắn sẽ đi đến một bước này, tất cả đều là do người này mà lên, nếu không phải đối phương lừa gạt hắn đi gặp thải điệp phu nhân hắn cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn với ly hỏa đạo quân cũng sẽ không có một loạt chuyện kế tiếp chân lân vũ hình như cảm nhận được quay đầu nhìn thoáng qua hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của trần lâm nhưng lại không để ý dưới sự trợ giúp của thượng tiên bây giờ hắn cũng đã tiến vào cảnh giới hợp đạo hơn nữa có thượng tiên ở đây cho dù đối phương có hận hắn như thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được hắn nhưng hắn cũng có chút buồn bực lúc trước hắn lừa gạt đối phương cũng là bị thải điệp phu nhân đầu độc kết quả không kiếm được bao nhiêu chỗ tốt ngược lại là đem cừu hận đều đổ lên đầu hắn thật sự là oan đến hoảng cũng không biết thải điệp phu nhân còn sống hay không thù lao đối phương thiếu nợ hắn còn chưa thực hiện được trần lâm cũng nghĩ đến thải điệp phu nhân từ khi trốn ra khỏi ly hỏa thành cũng không có đạt được tin tức của người này phu quân chúng ta phải làm sao đây đang lúc suy tư trong đầu vang lên tiếng truyền âm linh hồn của hoàng phủ khinh nhu trần lâm lập tức cho đối phương một ánh mắt nói ta bây giờ đã là thủ hạ của thượng tiên tự nhiên là phải theo bên người thượng tiên nghe lệnh ngươi cũng theo ta cùng một chỗ là được hắn không sử dụng phương pháp truyền âm bởi vì cho dù là linh hồn truyền âm cũng không nhất định có thể trốn tránh cảm ứng của hiên nguyệt thượng tiên mặt khác hắn cũng muốn để những người khác đều nghe được nhất là hạ kim lân để đối phương sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay với hắn hoàng phủ khinh nhu và trần lâm đã đạt đến mức tâm ý tương thông Nghe vậy trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Trần Lâm, liền không nói nữa, chỉ theo sát bên cạnh Trần Lâm, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh của Hi Nguyệt Thượng Tiên. Hạ Kim Lân nhìn lướt qua bóng lưng Trần Lâm, không tỏ vẻ gì, cũng cùng mọi người đi theo. Rất nhanh, Trần Lâm đã biết ý đồ của Hi Nguyệt Thượng Tiên, phương hướng bọn họ đi chính là vị trí của quan môn dưới đáy biển. Điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra hoài nghi, đối phương là muốn một lần nữa tiến vào trong cánh cổng ánh sáng nhưng đối phương rõ ràng là từ bên trong đi ra muốn đi vào hẳn là rất dễ dàng mới đúng vì sao còn muốn tìm hắn yêu cầu lá bài tròn kia chẳng lẽ cánh cửa ánh sáng kia chỉ có thể ra không thể vào tiến vào nhất định phải sử dụng lá bài tròn mới được hay là nói phán đoán lúc trước của hắn có sai viên bài kia cũng không phải bằng chứng tiến vào cánh cửa ánh sáng mà là có công dụng khác từng nghi vấn dâng lên trong lòng trần lâm còn có chiếc chìa khóa màu đen kia cũng không biết là dùng để làm gì mà Hy Nguyệt thượng tiên này ở lại giới này nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện muốn trở về quan môn, không biết là giới này xuất hiện biến cố gì, hay là đối phương đã khôi phục hoàn tất, không hề e ngại hắc ám chi lực bên ngoài thần trụ nữa. Có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cũng không tiện tìm người hỏi thăm, Trần Lâm chỉ có thể trầm mặc đi về phía trước. Hắn cũng không có lựa chọn. Ngay cả tu sĩ đại thừa cũng chỉ có thể nghe theo bài bố, hắn một cái hợp đạo nho nhỏ, càng không có năng lực phản kháng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhanh, mọi người đã đi tới hải vực phía trên qua môn dưới đáy biển. Trần Lâm lập tức bị tình cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Chỉ thấy chung quanh mặt biển đông miệt tất cả đều là người, không chỉ có người, còn có không ít tu sĩ yêu tộc thân hình quá dị, đều ngay ngắn trật tự đứng ở trên mặt biển, nhìn ra chí ít có 500 người trở lên. Bái kiến thượng tiên, trông thấy hy nguyệt xuất hiện, tất cả mọi người cùng kêu lên chào đón, thanh thế rung trời. Trần Lâm khóe miệng có chút giật giật một cái. Hắn có thể cảm ứng được, những tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là tu vi luyện hư trở lên, hơn nữa cơ bản đều là cường giả đạo vận, nói cách khác, toàn bộ chiến lực cấp cao của thần trụ giới đều bị tập trung ở nơi này. Chẳng lẽ là muốn đi tấn công cái gì, hắn có dự cảm không tốt. Xuất phát, khi Nguyệt quơ quơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn, sau đó chỉ về phía mặt biển, nước biển liền cuồn cuộn tách ra hai bên, tạo thành một thông đạo rộng lớn, thẳng tới đáy biển. Trong không gian tối tăm, thậm chí có thể nhìn thấy quang mang của cánh cửa ánh sáng lấp lóe. Thủ đoạn như vậy Trần Lâm cũng không kinh ngạc, lấy thực lực đối phương có thể tùy tiện nghiền ép đại thừa, làm không được mới không bình thường. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, mọi người liền đi theo hy nguyệt thượng tiên thẳng vào đáy biển, đi tới bên cạnh quan môn. Đến nơi này, Trần Lâm rốt cục không kiềm chế được, truyền âm nói với Hoàng Phủ Anh, Hoàng Phủ tộc trưởng, Thượng Tiên có nói chúng ta muốn vào trong làm gì không? Hoàng Phủ Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Điều này khiến cho Trần Lâm càng thêm không chắc chắn. Hắn không thể phỏng đoán đối phương là không biết, hay là không tiện nói. Nhưng nếu như ngay cả Hoàng Phủ Anh gần hy nguyệt thượng tiên nhất cũng không biết tình hình cụ thể, vậy những người khác càng không thể nào biết được. Hắn dò xét trong đám người một lần, muốn nhìn xem có người nào khác có thể hỏi thăm hay không vừa nhìn phát hiện còn có không ít quen biết bọn người miêu nguyệt vũ bách lý tình đều ở đây ngay cả đại sư luyện bảo từ trần huyền kia cùng với cung phụng ngôn lão của thông thiên bảo cát đều ở trong đám người mặt khác hắn còn trông thấy những nữ tu được hắn cứu ra từ hỏa linh mạch dưới ly hỏa thành cũng có mấy người nhưng hắn chỉ đảo qua cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người dương thiên tinh Dương Thiên Tinh cảm giác nhạy bén, lập tức nhìn lại, trầm ngâm một chút, Truyền Âm nói, đa tạ Trần Đạo hữu trợ giúp tiểu nữ vượt qua cửa ải khó khăn, nếu lần này có thể theo thượng tiên mở ra thánh tháp thành công, sau khi trở về nhất định có hậu báo, ánh mắt Trần Lâm lóe lên. Hắn biết đây là Dương Thiên Tinh đang mịt mờ tiết lộ tin tức cho hắn, cũng nói rõ Hy Nguyệt thượng tiên quả thật có năng lực cắt đứt linh hồn Truyền Âm, cho nên đối phương mới cẩn thận như thế. Suy nghĩ một chút, hắn truyền âm trả lời, dương đạo hữu không cần như thế, ta và tử họa tình như huynh muội giúp đỡ nàng là chuyện đương nhiên, không biết nàng bây giờ có khỏe không, rất tốt, đã kết đang thành công. Hiện nay bản thể của tà nhãn quái quái kia đã bị thượng tiên diệt sát, thượng tiên cũng đã khôi phục thực lực. Bản giới chắc chắn sẽ nên đón hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Tiểu nữ trong khoảng thời gian ngắn cũng có khả năng tấn chức nguyên anh, Thật sự là đã đến lúc tốt a, à, âm thanh của Dương Thiên Tinh vang lên trong đầu. Lần này lại mang ra một tin tức, để cho Trần Lâm rất là khiếp sợ. Tà nhãn quái trong miệng đối phương, chính là la quái, mà bản thể tự nhiên chỉ chính là tu la, hắn chỉ rời đi 7 ngày ngắn ngủi, liền xảy ra chuyện lớn như vậy, mà bản thể tu la đã bị diệt, bên trong cánh cửa ánh sáng kia cũng sẽ không phải là địa phương phong ấn tu la. Trong đó lại sẽ là cái gì, sắc mặt Trần Lâm biến ảo bất định cảm giác mình vẫn đánh giá thấp vị hy nguyệt thượng tiên này từ tin tức hắn thăm dò được lúc trước đối phương một mực tìm kiếm la quái hắn còn tưởng rằng đối phương muốn đối phó chính là tu la hiện tại xem ra tu la ở trong mắt đối phương không đáng kể chút nào đối phương cần hẳn là năng lượng của bản thể tu la dùng để khôi phục thương thế của bản thân bây giờ diệt tu la đối phương lập tức bắt đầu trở về quan môn nhất định là thương thế đã khỏi hẳn nhưng tồn tại như thế nào mới có thể làm cho đối phương bị thương không thể không trốn ra từ trong cánh cửa ánh sáng cũng trốn ở trong quan tài ngọc thánh tháp mà dương thiên tinh nhắc tới lại là cái gì trần lâm còn định hỏi lại đã thấy dương thiên tinh đưa mắt nhìn sang nơi khác không có ý tứ cùng hắn trao đổi hắn cũng chỉ có thể thôi nhưng hai tin tức này cơ bản nói rõ tình huống cũng coi như để hắn có chuẩn bị tâm lý tiếp theo hắn lại đưa ánh mắt rơi vào trên người miêu nguyệt vũ do dự một chút hắn vẫn truyền âm hỏi miêu đạo hữu từ trần huyền đại sư món yểm giới cá ướp muối kia còn ở trên người ngươi giờ khắc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy hơn nữa thảo luận chuyện không liên quan tới quan môn chắc hẳn hi nguyệt thượng tiên cũng sẽ không để ý miêu nguyệt vũ đang nhìn về phía nó nghe được truyền âm lập tức nghi hoặc xem xét chung quanh sau đó nhìn thấy trần lâm đang nhìn chăm chú nàng nàng nhíu nhíu mày cũng truyền âm nói ở trên người ta làm sao ngươi cần còn không đợi trần lâm truyền âm thanh âm hi nguyệt thượng tiên đột ngột vang lên trong đầu hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, vật phẩm yểm giới ở trong không gian thánh tháp là không cách nào có tác dụng, vô luận là ngươi muốn tiến vào yểm giới hay là muốn triệu hoán sinh vật yểm giới ra, đều làm không được. Trần Lâm rùng mình, vội vàng ôm quyền nói với hi nguyệt thượng tiên đang quan sát cánh cổng ánh sáng, thượng tiên không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là nóng lòng thăm dò yểm giới, mà vật phẩm môi giới của đối phương, tại hạ cũng biết một chút cảnh tượng đối ứng, cho nên mới nghĩ ra được, cũng không có ý tứ khác. Hi Nguyệt thu hồi ánh mắt khỏi cánh cửa ánh sáng, nhìn nhìn Trần Lâm, lại nhìn Miêu Nguyệt Vũ, bỗng nhiên vẫy tay một cái, thân thể Miêu Nguyệt Vũ không tự chủ được bay tới trước mặt nàng. Miêu Quang Hải ở phía sau biến sắc, lập tức muốn tiến lên, nhưng bị ánh mắt của Hi Nguyệt quét qua, lại không dám hành động. Mà Hi Nguyệt thì nhìn Miêu Nguyệt Vũ nói: đưa đồ vật cho hắn. Miêu Nguyệt Vũ biến sắc, một cổ tức giận lập tức bốc lên. Nàng là kiếm tu, khó có thể chịu đựng khuất nhục như vậy, cho dù chết cũng phải tỏ rõ thái độ đúng lúc này võ kiếm phong cách cổ xưa phía sau miêu quang hải hơi lóe lên hào quang thân thể miêu nguyệt vũ rung lên lửa giận lập tức dập tắt vâng nàng cung kính đáp một tiếng sau đó lấy ra một cái hộp giao cho trần lâm trần lâm âm thầm thở dài hắn không nghĩ tới vị hy nguyệt thượng tiên này lại bá đạo như thế hơn nữa còn coi trọng hắn như vậy trực tiếp lấy đồ vật kia cho hắn như vậy hắn lại đắc tội một vị tu sĩ đại thừa nhưng muốn đều muốn, hắn cũng không thể không biết điều từ chối, cầm hộp vào trong tay, mở ra khe hở nhìn thoáng qua, chính là một con cá mặn không lớn, cũng tản mát ra khí tức kiểm giới tinh thuần, đầy đủ xem như vật phẩm môi giới sử dụng. Ở đây mọi người đều là cường giả, đối với khí tức kiểm giới có kháng tính cực lớn, ngược lại sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trần Lâm cũng không có làm cử động gì quá tư cách, một lần nữa đậy kính hộp gỗ, thu vào. Môi giới cá mặn tới tay, khiến Trần Lâm rất cao hứng. Tuy có thể bởi vậy mà đắc tội một tu sĩ đại thừa, nhưng vật phẩm này vào tay có ý nghĩa trọng đại, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Chỉ cần có thể liên lạc với con cá nhỏ kia, là có thể biết được hiện trạng của nữ nữ, hắn đã quá lâu không có tin tức của nữ nữ, rất là lo lắng, hơn nữa cũng có rất nhiều bí ẩn, cần đối phương giúp hắn cởi bỏ. Ngươi còn cần gì nữa không? Chờ Trần Lâm thu hồi hộp, Hi Nguyệt mở miệng lần nữa. Trần Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, đối phương đối với hắn tốt như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì kế tiếp chỉ sợ có chuyện thập phần nguy hiểm chờ hắn đi làm nhưng nghĩ lại cho dù không cần chỗ tốt đối phương phân phó hắn cũng không cách nào từ chối còn không bằng vớt một ít chỗ tốt lại nói nghĩ tới đây hắn suy tư một chút nói bẩm thượng tiên năng lực thiên phú của thuộc hạ là loại khí vận cho nên có nhu cầu rất lớn đối với quả cầu khí vận và quả cầu bản nguyên nếu như có thể có được hai thứ đồ này như vậy lợi dụng năng lực thiên phú làm việc là có thể làm ít công to. Nếu như gặp phải nguy hiểm trong quan môn, không tránh khỏi phải sử dụng năng lực thiên phú, nếu như có thể lấy được quả cầu khí vận, tính thao tác sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên cho dù bởi vậy bại lộ năng lực thiên phú, cũng chỉ có thể nhận, mà lấy thủ đoạn của đối phương, nếu muốn bại lộ đã sớm bại lộ, che lấp cũng vô dụng. Về phần bản nguyên cầu thì chỉ là thuận miệng nhắc tới. Quả cầu bản nguyên là thứ mà tất cả người có thiên phú đều cần. Cho dù đối phương có, cũng không thể cho hắn Nhưng mà để Trần Lâm ngoài ý muốn chính là Khi Nguyệt ở bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái vào hà bao Một cái hộp tinh xảo đã được lấy ra Trực tiếp ném cho hắn Chỗ ta có một quả bản nguyên cầu Tặng cho ngươi, còn khí vận cầu Nàng nhìn chung quanh một vòng Ai có khí vận cầu Lấy ra, ta có thể cho hắn một danh ngạch trở thành thủ hạ của ta Vừa nói xong Lập tức có một lão giả áo vàng phi thân lên Lấy ra một cái hộp nói tại hạ vưu văn đạt có một quả cầu khí vận nguyện ý kính dân cho thượng tiên trong đám người dương thiên tinh nhìn cử động của lão giả áo bào màu vàng lộ ra vẻ nghi hoặc tự hồ đối với lão giả sẽ làm như vậy có chút khó có thể tin hi nguyệt nhận lấy cái hộp mở ra nhìn một chút tiện tay ném cho trần lâm tiếp theo khoác tay áo với vưu văn đạt vưu văn đạt lập tức cao hứng đứng ở bên cạnh hoàng phủ anh và chân lân vũ trần lâm thì hơi thấp thỏm đem hộp thu vào Thiên hạ không có chỗ tốt lấy không, đồ vật cho càng nhiều, yêu cầu khẳng định cũng càng nhiều, đối phương cầu gì được nấy, kế tiếp cũng không biết có cái gì đang chờ hắn. "Tốt, đồ vật ngươi muốn đều cho ngươi, ngươi liền chăm chú theo ở bên cạnh ta, không cho phép rời đi, chờ đợi phân phó của ta." khi Nguyệt nói với Trần Lâm một câu, liền đem ánh mắt chuyển hướng Quan Môn, mặt lộ vẻ do dự. Một hồi lâu, nàng mới cầm lấy viên bài, hướng về phía cánh cổng ánh sáng nhấn một cái lệnh bài vừa tiếp xúc với quan môn, lập tức rung rung. Ngay sau đó, đường vân trên quan môn bắt đầu uốn lượn tách ra hai bên, lộ ra một thông đạo đen kịt. Trần Lâm thấy một màn như vậy, ánh mắt chớp lên. Quả nhiên là vật phẩm mở ra cánh cổng ánh sáng, hơn nữa còn không hạn chế sử dụng một người, có thể mở ra thông đạo để nhiều người tiến vào. Hắn vẫn đủ thị lực, muốn nhìn xem bên trong thông đạo là cái gì, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Ngẫm nghĩ, hắn lại thả ra thần niệm, nhưng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Sau khi thần niệm thăm dò vào thông đạo đen kịch, không nói lập tức mất đi cảm ứng, còn có một loại năng lượng kỳ dị cắn trả trở về, khiến nguyên thần của hắn chịu thương tổn không nhỏ. Không chỉ Trần Lâm, trong đám người có không ít tu sĩ cũng giống như gã, đều đưa thần niệm ra, ngậm bồ hòn làm ngọt. Hừ, thánh tháp bên trong là bảo vật của thế giới chân thật, phát ra đều là lực lượng pháp tắc, há là nguyên thần của các ngươi có thể đụng vào, không nên tự tìm đường chết, Hi Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó trầm giọng nói, tất cả mọi người dùng quy tắc bản nguyên bảo vệ thân thể, chống cự ngoại lực ăn mòn, tiến vào trong thông đạo, thấy mọi người có chút do dự, nàng lại lạnh lùng nói, yên tâm, bên trong dù sao cũng không phải thế giới chân thật, lực lượng pháp tắc không mạnh như vậy, dùng quy tắc bản nguyên hộ thể là đủ rồi, nhưng mà không nên lãng phí lực lượng bản nguyên đến nơi khác, miễn cho không kiên trì được bao lâu. Nghe được lời giải thích này, Trần Lâm lập tức hiểu ra, thì ra những tu sĩ được triệu tập tới này đều là quyến giả của thần ở thế giới này hoặc là người tạo thành quy tắc bản nguyên ở phương diện của nó cách không được có một ít cường giả hợp đạo nổi danh hắn không nhìn thấy thế nào còn muốn bổn tiểu thư đưa các ngươi vào hay sao chỗ tốt trong thánh tháp ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi mà phân phối đến lúc đó đừng nói bổn tiểu thư nặng bên này nhẹ bên kia thấy còn không có người hành động ánh mắt khi nguyệt có chút bất thiện mọi người chợt cảm thấy một cổ lãnh ý bao phủ thân thể không dám tiếp tục thất lễ ba tu sĩ đại thừa như hạ kim lân dẫn đầu đi tới trước quan môn lách mình tiến vào trong đó có ba người bọn họ dẫn đầu những người khác cũng đều phi thân vào rất nhanh bên ngoài chỉ còn lại bọn người trần lâm khi nguyệt nhìn thoáng qua hoàng phủ anh và chân lân vũ nói các ngươi ở bên ngoài trông coi ta không ra không cho phép rời đi hai người tựa hồ còn có chút không tình nguyện nhưng cũng không dám phản đối chỉ có thể cung kính đáp ứng trần lâm kỳ thật không muốn đi vào nhưng hắn biết đây là không thể nào ai cũng có thể ở lại bên ngoài duy chỉ có hắn là không thể nhưng hắn vẫn mở miệng nói thượng tiên đạo lữ của thuộc hạ thực lực thấp kém đi vào cũng không giúp đỡ được gì không bằng để cho nàng ở lại bên ngoài chờ đợi như vậy thuộc hạ cũng không cần phân tâm có thể chuyên tâm làm việc cho thượng tiên hoàng phủ khinh nhu nghe được lời trần lâm nói lập tức muốn tỏ rõ thái độ nhưng mà bị trần lâm dùng ánh mắt ngăn cản hắn có loại dự cảm bên trong quan môn tuyệt không phải đất lành nói là có chỗ tốt nhưng đoán chừng khả năng mất mạng càng lớn đối phương có chỗ cần hắn còn có thể bảo vệ hắn một hai nhưng hoàng phủ khinh nhu sẽ không có đãi ngộ như vậy vẫn là không nên đi vào thì tốt hơn khi nguyệt hứng thú nhìn trần lâm một cái nói không ngờ ngươi vẫn là tình chủng được rồi vậy để nàng ở lại bên ngoài đi chúng ta đi nói xong, trên người tuôn ra một đoàn quang mang, mang theo Trần Lâm cùng Hoàng Bào Lão Giả tiến nhập vào trong quang môn. Theo ba người tiến vào, thông đạo cũng trong nháy mắt khép kín, một lần nữa biến thành một màn sáng. A, 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 Trần Lâm cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, liền xuất hiện trong một không gian mờ mịt, lập tức trong tai vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Sau đó chỉ thấy tu sĩ vừa mới tiến vào, đang lần lượt nổ tung, hóa thành từng đám sương máu, tiếng kêu thảm thiết chính là bọn họ phát ra. Thượng tiên, đây là, Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm, bàn tay nắm quang minh chi kiếm chăm chú dùng sức, tùy thời đều chuẩn bị kích phát. Mặt khác cũng lấy ra lôi hoàng thạch, thực sự không được, liều chết cũng phải kích phát lôi thần kiếm, cho đối phương một kích trí mạng. Không có gì, chỉ là cần một ít năng lượng để hiển hóa ra thánh tháp mà thôi. Hi Nguyệt mặt không biểu cảm mở miệng loại tư thái lạnh lùng này khiến Trần Lâm lạnh cả người. Hắn có loại cảm giác, đối phương căn bản không có coi những tu sĩ bọn họ là người, không phải là tàn khốc cùng lãnh huyết bình thường, mà là một loại coi thường tự nhiên, tự như người đang giết gà làm thịt cá, loại tâm lý này là đương nhiên. Yên tâm, hai người các ngươi đã trở thành thủ hạ của ta, vậy ta sẽ không lấy các ngươi làm tế phẩm, những người này giàu có dư. Trần Lâm cùng Vưu Văn đạt liếc nhau một cái, sắc mặt đều khó coi vị huy nguyệt thượng tiên này coi sinh mệnh như cỏ rác, lời nói căn bản cũng không thể tin, hiện tại có lẽ có thể lưu bọn họ một mạng, nhưng chờ đến lúc bọn họ đi chết, nhất định cũng sẽ không chút do dự. Yêu nữ, ta liều mạng với ngươi. Trong từng tiếng kêu thảm thiết, một thanh âm phẫn nộ vang lên, chính là Hạ Kim Lân phát ra. Lập tức, trên người Hạ Kim Lân xuất hiện quy tắc chi ý kinh khủng, hư ảnh một con kỳ lân màu vàng mơ hồ hiển hiện, hai mắt sung huyết nhìn Hi Nguyệt, nhưng tất cả đều phí công. Hư ảnh kỳ lân chưa triệt để hiển hiện, liền bỗng nhiên tan vỡ, ngay sau đó thân thể hạ kim lân cũng ầm ầm nổ tung, một vệt kim quang từ trong huyết vụ bay ra, bay vào chỗ sâu trong không gian. Đường đường là tu sĩ đại thừa, đệ nhất nhân thần trụ giới, lại cứ như vậy bạo thể mà chết, khiến mí mắt trần lâm trực nhảy. Mặc dù đối phương là cựu nhân của hắn, hắn cũng ước gì đối phương chết đi, nhưng kiểu chết như vậy vẫn khiến hắn có loại cảm giác thỏ chết cáo buồn tu sĩ đại thừa đều nói chết liền chết hắn nho nhỏ ngụy hợp đạo lại sẽ là kết quả dạng gì hơn nữa hạ kim lân không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng còn có tu sĩ đang không ngừng bạo thể từng đạo ánh sáng màu sắc khác nhau bay về phía chỗ sâu trong không gian trần lâm nhìn một màn này có loại cảm giác bất lực thật sâu không biết khi nguyệt thượng tiên này là tồn tại như thế nào quả thực cường đại đến thái quá. Đối phương căn bản ngay cả động cũng không động, chỉ đứng ở nơi đó, liền có thể đem vận mệnh của mấy trăm cường giả khống chế ở trên lòng bàn tay, cũng không biết là lúc trước ở trên thân những người này động tay động chân, hay là trực tiếp thi triển thủ đoạn hắn không cảm ứng được. Thượng tiên vì sao như thế, ngươi muốn bản nguyên trực tiếp rút ra là được, cần gì phải muốn tánh mạng mọi người, sắc mặt thái thượng trưởng lão thần kiếm tông miêu quan hải dữ tận, nghiến răng nghiến lợi nhìn hi nguyệt, nhưng thân thể hắn giống như bị cố định, bất luận giải dụa như thế nào cũng không thể di chuyển mảy may. Trác ngạo liên bên cạnh cũng giống như vậy, khí tức trên người không ngừng biến hóa, dường như đang thử nghiệm thủ đoạn khác nhau, nhưng dù thế nào cũng không thể di động thân thể, càng không cách nào tiến hành phản kích đối với Hi Nguyệt. Từ điểm này mà xem, cùng là đại thừa, thực lực của hai người vẫn kém hạ kim lân một chút. Hi Nguyệt cũng không lập tức lấy mạng hai người, lạnh nhạt mở miệng nói, sự tồn tại của các ngươi vốn chính là chất dinh dưỡng của thánh tháp, đây chính là ý nghĩa sống của các ngươi. Nói xong vung tay lên, thân thể uyển chuyển của Trác Ngạo Liên trong nháy mắt nổ tung, một tia sáng chói mắt bay về phía xa xa. Trần Lâm đã chết lặng, tay nắm tiểu kiếm lại nắm, vẫn không dám kích phát. Hả? Đúng lúc này, Hi Nguyệt kêu khẽ một tiếng, ánh mắt rơi vào phía sau Miêu Quang Hải. Chỉ thấy vỏ kiếm cổ xưa của đối phương lúc này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một cỗ lực lượng thần bí từ bên trên phát ra sắc mặt miêu quang hải tái nhật vô cùng dường như đang cố hết sức thúc giục võ kiếm trần lâm cũng nhìn về phía võ kiếm phong cách cổ sư kia chỗ sâu trong đáy mắt sinh ra vẻ nghi hoặc hắn cảm ứng được lực lượng thần bí phát ra từ võ kiếm của đối phương có liên quan đến lôi thần kiếm sau khi đối phương tiếp phát võ kiếm lôi thần kiếm của hắn sinh ra dao động suýt chút nữa khiến hắn không áp chế nổi nhưng cổ năng lượng này tuyệt đối không phải tiên thiên chi lực, cũng không phải lôi đình chi lực, mà là một loại khí tức tĩnh mịch, không biết tại sao lôi thần kiếm lại dính líu quan hệ. Lập tức hắn liền nhớ tới lúc trước gặp mặt Bách Lý Tình, trong phòng đối phương đặt những vật phỏng chế thần kiếm kia. Trong đó có phiên bản của diệt thế chi kiếm, mà Bách Kiếm Môn là chi nhánh của thần kiếm tông, bởi vậy có thể thấy được, Bách Kiếm Môn tìm kiếm diệt thế chi kiếm cũng là vì miêu quan hải này. Trong đầu Trần Lâm suy nghĩ cuồn cuộn, Hi Nguyệt bên cạnh thì đi về phía trước hai bước. Đánh giá Miêu Quang Hải một chút, nói, hóa ra là có được tịch diệt chi ý của nguyên lôi tịch diệt kiếm, đáng tiếc không hữu ý, không có linh, cũng không phát huy ra được bao nhiêu uy năng, còn không sinh ra uy hiếp đối với bổn tiểu thư. Thật không, Miêu Quang Hải thanh âm lạnh lẽo, kiếm ý trên người liên tục tăng lên, khẽ vương tay, thu vỏ kiếm phong cách cổ xưa vào trong tay. Nắm chặt lấy, vỏ kiếm lập tức tỏa sáng hào quang. Đồng thời, thân thể mềm mại miêu nguyệt vũ ở phía sau hắn rung lên cũng tỏa ra quang mang trong ánh mắt kinh ngạc của trần lâm một đạo kiếm quang màu đen từ trong cơ thể hắn rút ra trong chớp mắt chui vào trong vỏ kiếm phong cách cổ xưa mà thân thể của nàng thì mềm hoặc ngã xuống đất hắc quan tiến vào vỏ kiếm ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen tản mát ra khí tức làm lòng người sợ hãi từng đợt khí tức này phát ra bốn phía tất cả tu sĩ bị lan đến đều khôi phục tự do tiếng tự bạo im bặt dừng lại chết miêu quan hải nhìn thoáng qua miễu nguyệt vũ té trên mặt đất bàn tay nắm chặt chui kiếm màu đen đột nhiên kéo mạnh một đạo kiếm quang phóng lên cao chém thẳng tới hi nguyệt hừ châu chấu đá xe hi nguyệt hừ lạnh một tiếng một vật thể bạch ngọc thon dài tinh xảo xuất hiện trên tay giơ tay đánh ra ngoài sau đó rời tay trong nháy mắt phóng đại nên hướng kiếm quang. ánh mắt trần lâm lóe lên đối phương đánh ra lại là ngọc quan kia lấy ngọc quan làm binh khí cũng không phải là thủ đoạn bình thường xem ra đối phương cũng không phải là lạnh nhạt như biểu hiện ra ngoài đối với một kiếm này của miêu quan hải rất là kiên kỵ hơn nữa cũng không có bảo vật quá cường đại để phòng thân tuy nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không thừa cơ động thủ mà là thân hình lặng lẽ lui về phía sau phòng ngừa năng lượng giao chiến lan đến hắn cảm thấy uy năng của một kiếm này còn chưa đủ để chém giết hi nguyệt tiểu thư này cho thấy lập trường quá sớm chờ đợi hắn chính là thủ đoạn lôi đình của đối phương nếu như hắn có thể tùy ý điều khiển lôi thần kiếm ngược lại là có thể thử một lần, nhưng trước mắt hắn còn không làm được, cưỡng ép khu động không chết cũng phải tàn phế, ở dưới thế cục như vậy không thể tùy tiện vận dụng. Lão già áo vàng bên cạnh cũng giống như Trần Lâm, chậm rãi lui ra phía sau, trong tay nắm một vật thể màu vàng, cũng không có kích phát. Quan tài ngọc và kiếm quan tương giao một chỗ. Không có động tĩnh kinh người, cũng không có năng lượng cuồng bạo phát ra như dự đoán, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang nhỏ, trên ngọc quan sinh ra một vết nứt thật nhỏ, mà kiếm quang màu đen cũng theo đó tán loạn. Trần Lâm một mực chú ý Hi Nguyệt, hắn phát hiện đồng thời lúc quang tài ngọc xuất hiện vết rách, khuôn mặt nhỏ của đối phương cũng trở nên trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng lay động một cái, giống như là bị thương không nhẹ. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, đối phương cũng giống như là là sinh mệnh thể thuộc tầng cao, đối mặt với tu sĩ không có thủ đoạn chống cự năng lượng cao cấp, có thể hình thành áp chế tuyệt đối, nhưng nếu gặp phải người có năng lượng cao cấp chống cự nàng, sẽ không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, không thể bởi vậy liền mạo muội động thủ. Ha ha, cái gì thượng tiên, chẳng qua chỉ là tu luyện giả bình thường ở thượng nguyên vực mà thôi, bằng vào nắm giữ năng lượng cao cấp, giữ võ dương oai ở trước mặt những người ở hạ nguyên vực chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta đều là dây non mặt người chém giết sao, Miêu Quang Hải một kích đắc thủ, cười nhạo một tiếng rồi mở miệng nói. Khi Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức hừ lạnh nói, hừ, vậy thì thế nào, sâu kiến chính là sâu kiến, cũng không thể bởi vì lớn lên liền trở thành sinh vật cao cấp bổn tiểu thư dùng quy tắc bổn nguyên hạ đẳng của các ngươi triệu hoán thánh tháp đó là vinh hạnh của các ngươi vinh hạnh miêu quang hải giận dữ nói ngươi chẳng qua chỉ là sinh ra ở thượng nguyên vực mà thôi liền tự cho là tài trí hơn người tu vi như chúng ta có ai không phải là dốc sức từ trong hàng triệu người có ai không phải trải qua vô số ngăn trở và cực khổ ngươi là một người ỷ vào vận khí tốt có tư cách gì miệt thị chúng ta đây chính là tâm tính của sinh linh thượng nguyên vực các ngươi sao hi nguyệt bị nói có chút không biết nói gì trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên phản bác như thế nào một hồi lâu hai tay mới chống nạnh nói các ngươi vốn chính là chất dinh dưỡng của thánh tháp không có thánh quân để tổ tiên các ngươi ở chỗ này cũng không có khả năng có các ngươi giới diện chỗ các ngươi chính là thánh quân mở ra hiện tại muốn dùng các ngươi để triệu hoán thánh tháp các ngươi nhất định phải phục tùng trần lâm nhìn cử động của hi nguyệt không khỏi âm thầm nói biểu hiện của vị này Thật đúng là tư thái của một đại tiểu thư chưa trải sự đời, hiện tại Miêu Quang Hải rất hiển nhiên là đang kéo dài thời gian, đối phương chẳng những không kịp phản ứng, còn đem nội tình của mình rũ sạch sẽ. Nhưng có một chuyện hắn rất nghi hoặc, không nói những cái khác, đối phương chỉ dừng lại ở thần trụ giới rất nhiều năm, cho dù tu luyện công pháp đặc thù thân thể không dài, trí lực cũng không đến mức dừng lại theo, sao vẫn là dáng vẻ của một cô bé vậy? Chẳng lẽ, người thượng nguyên vực đi vào hạ nguyên vực, phương diện này còn có thể chịu ảnh hưởng hay sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Lâm cảm thấy nếu Miêu Quang Hải có cơ hội tru sát đối phương, hắn cũng phải ra tay giúp đỡ. Hiện tại Hạ Kim Lân đã chết, nếu đối phương cũng chết, như vậy hắn ở thần trụ giới sẽ tương đối an toàn. Hắn có thể an ổn tu luyện, chờ đợi tiêu giao đại hội tiếp theo mở ra, sau đó tìm kiếm phương pháp tiến vào thượng nguyên vực. Mà nếu để cho vị này đem những tu sĩ này đều giết, cũng triệu hoán ra thánh tháp gì đó, tính không xác định quá lớn, rất khó cam đoan đối phương sẽ không đem hắn cũng làm thịt. Đến lúc đó hắn một cây chẳng chống vững nhà, khẳng định không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng miêu quan hải kia cũng là một nhân tố không ổn định. Trần Lâm quét mắt nhìn vỏ kiếm trên tay đối phương. Vật ấy rõ ràng có liên hệ thiên ti vạn lũ với lôi thần kiếm, nếu như bị đối phương biết hắn có lôi thần kiếm, khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt, tốt nhất là đối phương và vị hy nguyệt thượng tiên này đồng quy vu tận như vậy thần trụ giới không có tu sĩ đại thừa, hắn liền thật an toàn. Hắn còn đang suy nghĩ phương pháp đối phó thì miêu quan hải bên kia đã khôi phục xong. Chỉ thấy mi tâm hắn sáng lên một đạo ấn ký hình kiếm, sau đó phóng xuất ra từng quan điểm màu đen, như thiêu thân lao đầu vào trong vỏ kiếm, thoáng qua liền có một thanh kiếm ngưng tụ thành. Các ngươi còn đang chờ cái gì, nếu ta chết, các ngươi một người cũng không sống được, miêu quan hải quát lạnh một tiếng với những tu sĩ còn sống xung quanh, sau đó rút kiếm mà lên, lần nữa chém xuống hy nguyệt, tu sĩ khác thật ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Giờ phút này thấy miêu Quang Hải lần nữa thi triển ra một kiếm có thể tạo thành thương tổn đối với hy nguyệt thượng tiên, cũng đều không lưu thủ nữa, tất cả đều sử dụng thủ đoạn ẩn giấu. Trong lúc nhất thời quan mang nổi lên bốn phía, các loại khí tức quy tắc khác nhau đang vào một chỗ, bao phủ hy nguyệt ở trong đó. Trần Lâm vẫn không có động thủ, mà tiếp tục lui về phía sau, thối lui đến biên giới màn sáng. Lặng lẽ thăm dò một chút, nhất thời trong lòng thở dài. Tay của hắn có thể thuận lợi xuyên qua cánh cửa ánh sáng, nhưng lại không trở lại thần trụ giới. Cánh cửa ánh sáng này ở dưới tình huống không có thể tròn kích phát, chính là một màn ánh sáng mà thôi, không tạo được tác dụng không gian truyền tống. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc, lúc trước vị hy nguyệt tiểu thư này là từ bên trong đi ra như thế nào. Rạch rạch, theo một tiếng giòn vang, Quan tài ngọc của Hi Nguyệt bị một kiếm của Miêu Quang Hải chém thành hai nửa. A, à, Hi Nguyệt một mực duy trì tư thái khinh miệt rốt cục biến sắc, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng lập tức, trên người nàng liền hiện ra một tầng quan tráo, đem công kích của tu sĩ khác toàn bộ bắn ra. Nhưng trong công kích, một điểm tinh quang không chút thu hút từ trên màn hào quang xuyên qua, rơi vào đỉnh đầu Hi Nguyệt. A, à, một chút tinh quang không thu hút rơi vào đỉnh đầu Hi Nguyệt, lại làm cho cả người nàng ta run rẩy phát ra tiếng kêu thống khổ trần lâm nhìn thoáng qua dương thiên tinh phía sau đám người điểm tinh quang này chính là do đối phương thả ra hắn vẫn luôn chú ý đối phương cho nên nhìn rất rõ ràng điều này khiến hắn thầm giật mình tu sĩ tiến vào đều là người có thiên phú thủ đoạn vừa thi triển cơ bản đều là năng lực thiên phú nhưng công kích của những người khác đều vô dụng duy chỉ có ánh sao của đối phương xuyên qua màn hào quang của hy nguyệt là sinh ra tổn thương tuy không thể trực tiếp diệt sát, nhưng cũng chứng tỏ thủ đoạn của đối phương không tầm thường. Căn cứ tin tức thu hoạch được trong quá khứ mà phán đoán, thủ đoạn của đối phương đã vượt qua lực lượng quy tắc bình thường, đạt đến tình trạng, pháp tắc. Nói cách khác, một kích này của đối phương ẩn chứa đặc tính chân nguyên, cái phán đoán này để Trần Lâm nổi lên ý niệm động thủ, nếu như có đặc tính chân nguyên công kích có thể xúc phạm đến vị hy nguyệt tiểu thư này, vậy diệt hồn chỉ của hắn hẳn là cũng có hiệu quả nhưng không đợi hắn quyết định chỉ thấy cổ tay hoàng bào lão giả bên cạnh rung lên một đạo hoàng mang bắn nhanh ra hai người bọn họ cách khi nguyệt rất gần lại là động thủ từ phía sau lưng khi nguyệt căn bản không kịp phản ứng hoàng mang đã đến gần người nhưng vòng bảo hộ của đối phương tự hồ là bị động kích phát trong nháy mắt hoàng mang tới người liền tự động triển khai đem hoàng mang ngăn cản lại một chút hoàng mang rõ ràng cũng là một kiện bảo vật đặc thù sau khi trì trệ một chút liền từ trong màn hào quang xuyên qua Thế nhưng Hi Nguyệt đã có cảm ứng, lập tức lách người sang bên cạnh, tránh thoát chỗ yếu hại, hoàng mang đánh vào trên cánh tay. Điều này khiến nàng ta kêu thảm một tiếng lần nữa. Trong mắt Trần Lâm lóe lên tinh quang, biết cơ hội chỉ thoáng qua, không do dự nữa, giơ tay lên muốn thi triển diệt hồn chỉ, sự tồn tại của nàng ta đối với hắn có uy hiếp quá lớn, hơn nữa làm việc hoàn toàn tùy tâm, coi mạng người như cỏ rác, hắn bị đối phương cưỡng ép thu làm thủ hạ, kết cục chắc chắn sẽ không tốt, cho nên chỉ cần có một chút cơ hội, cũng phải chém giết. a, à, trần lâm vừa mới nâng tay lên, liền nghe thấy đối phương gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, giống như là giải trừ phong ấn gì đó, khí thế trở nên vô cùng khủng bố. cho dù là quan minh sứ giả của tiêu giao đại hội kia cũng không thể đánh đồng. biến hóa này khiến trần lâm kinh hải không thôi, trong nháy mắt đã thay đổi ý nghĩ, diệt hồn chỉ đã vận hành thay đổi phương hướng, điểm về phía lão giả áo vàng bên cạnh, đồng thời giận dữ quát lớn, muốn chết vậy mà vô lễ với thượng tiên bất quá hắn cũng chỉ là cố làm ra vẻ cũng không có ý tứ thật muốn diệt sát vị hoàng bào lão giả này cho nên cố ý lệch một chút hơn nửa nửa đường cắt giảm một bộ phận năng lượng người này có năng lực phá vỡ phòng ngự của hy nguyệt còn sống hữu dụng hơn chết lão giả áo bào vàng cũng bị biến hóa của hy nguyệt làm cho chấn kinh hơn nửa tiếng quát lớn của trần lâm trước tiên lách mình đào tẩu khó khăn lắm tránh thoát công kích của diệt hồn chỉ không chỉ một mình hắn chạy trốn Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự biến hóa của Hi Nguyệt, nhao nhao chạy như điên về các phương hướng khác nhau. Nhưng trong không gian này, bất kể là thần niệm hay pháp lực đều không thể vận dụng, người không có thủ đoạn phi hành quy tắc chỉ có thể chạy bằng hai chân, tốc độ căn bản không thể nhanh hơn được. Muốn chạy sao, muộn rồi, Hi Nguyệt lúc này đã biến thành một nữ tử cao hơn năm thước, thân hình uyển chuyển, khí chất tuyệt luân, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, duỗi ra bàn tay thon dài, ngón tay chỉ về phía đám người chạy trốn sau đó những bóng người này bắt đầu từng người một nổ tung, từng đạo quy tắc chi tuyến bay về phía chỗ sâu trong không gian. Yêu nữ, biết chạy trốn vô vọng, Miêu Quang Hải nổi giận gầm lên một tiếng, ấn ký hình kiếm ở mi tâm trực tiếp thoát ra, cùng vỏ kiếm hợp lại là một. Vỏ kiếm lập tức vù vù không ngừng, từng đợt chấn động nhiếp thần người từ phía trên tán phát ra. Loại dao động này chuyên môn khắc chế thủ đoạn của Hi Nguyệt, sau khi tu sĩ bị bao phủ, tình cảnh tự bạo lần nữa đình chỉ, một lần nữa khôi phục tự do, không chút do dự chạy như điên về phía xa. Hi Nguyệt nhìn võ kiếm chấn động càng ngày càng kịch liệt, cũng hiện ra vẻ trịnh trọng, không tiếp tục để ý tới những người chạy trốn kia. Trên thực tế cũng không còn lại mấy người. Hai đợt tự bạo cơ bản tất cả đều chết hết, mấy trăm người chỉ còn lại không đến năm mươi. Bỗng nhiên đôi mi thanh tú của Hi Nguyệt nhướng lên, nhìn về phía hai bóng người ở xa xa, giơ tay lên điểm liên tục hai cái chính là dương thiên tinh cùng lão giả áo vàng kia hai người này tạo thành tổn thương cho nàng để nàng không thể không giải trừ phong ấn không tự tay giết chết khó giải mối hận trong lòng theo ngón tay của nàng điểm ra hoàng bào lão giả trong nháy mắt nổ tung nhưng dương thiên tinh lại lão đảo một cái sau đó lần nữa bò lên hóa thành một đạo tinh quang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa hả Khi Nguyệt phát ra tiếng nghi hoặc dường như rất bất ngờ với việc dương thiên tinh có thể tránh thoát công kích của nàng nàng còn muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, vỏ kiếm trong tay Miêu Quang Hải chấn động mạnh một cái, trường kiếm màu đen do ấn ký hình kiếm hình hình thành từ bên trong bay ra. Kiếm khí ngất trời, trên thân kiếm tản mát ra đạo đạo tia sáng màu đen, đem không gian chung quanh đều vạn vẹo thành màu đen. Mà chủ nhân Miêu Quang Hải thì sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Chết, Miêu Quang Hải dùng hết sức lực cuối cùng, phun ra một chữ, chết, sau đó biến thành một cái xác khô ngã xuống đất trường kiếm màu đen lóe lên đã đi tới đỉnh đầu hi nguyệt chém xuống nàng ta ai hi nguyệt thở dài một tiếng mi tâm hiện ra đồ án hình trăng lưỡi liềm trong hư không phản chiếu ra một phần trăng khuyết vừa vặn chắn trước trường kiếm màu đen hai thứ tương giao toàn bộ không gian rung lên song song tiêu tán vô hình ngay sau đó chỗ sâu không gian bắt đầu chấn động kịch liệt một tháp cao đen kịch chậm rải hiển hiện ra tổng cộng 9 tầng liền thành một khối không có cửa sổ, cũng không nhìn thấy cửa vào ở vị trí nào, mơ hồ có thanh âm kỳ quái từ bên trong phát ra. Thân tháp không ngừng lắc lư, mỗi lần lắc lư là lại có vô số điểm sáng từ đỉnh phun ra, phiêu đảng bốn phía. Trần Lâm một mực ở bên cạnh quan sát, mặt lộ vẻ dị sắc. Nguyên lai những hạt ánh sáng quy tắc này là do thánh tháp phóng xuất ra, nhưng một vật thể quỷ dị như vậy, tự hồ không dính dáng gì đến hai chữ thánh tháp. Hi Nguyệt tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? mắt thấy miêu quan hải đã chết hết, mà vị trước mắt lông tóc không tổn hao gì này, trần lâm lập tức dùng ngữ khí quan tâm hỏi thăm, đồng thời không khỏi âm thầm may mắn, may mà không có ra tay với hắn, nếu không kết quả hiện tại khẳng định giống như lão giả áo vàng kia, được trọng điểm chiếu cố, hắn chưa chắc có thể giữ được mạng nhỏ giống như dương thiên tinh. Hơn nữa cho dù bây giờ chạy cũng vô dụng, không gian này tổng cộng cũng không lớn bao nhiêu, lấy thực lực của đối phương tìm được những người còn lại dễ như trở bàn tay, một người cũng đừng hòng chạy. Khi Nguyệt cũng không để ý tới Trần Lâm, mà là nhìn tháp cao hiện ra vẻ ngẩn người. Đây là vận mệnh sao? Gần trong gan tất nhưng không cách nào thay đổi, vì sao, nàng tự lẩm bẩm một câu, tràn đầy không cam lòng. Sau đó mới nhìn về phía Trần Lâm, nói, ta biết rõ ngươi muốn giết ta, bất quá không sao, ta có thể lưu ngươi một mạng, mặt khác nếu ngươi có thể lấy được một cái rương đỉnh chấp thánh tháp, cũng đưa đến vọng nguyệt giới ở thượng nguyên vực, ta sẽ đưa ngươi một trận cơ duyên tạo hóa, quyết không nuốt lời, vừa dứt lời, thân thể của nàng liền giống như đất cát, từng chút một tản ra, thoáng qua biến mất không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần Lâm đứng ngay ra tại chỗ. Hắn không ngờ vị hi nguyệt thượng tiên thần bí mà cường đại này lại tự mình sụp đổ, nhưng hắn biết, đối phương khẳng định không phải đã chết, mà là sau khi giải trừ phong ấn bị bài xích không thể không rời đi nói cách khác người thượng nguyên vực tiến vào hạ nguyên vực cũng có hạn chế trách không được đối phương một mực ở thần trụ giới đoán chừng vì đi tới hạ nguyên vực này bỏ ra cái giá không nhỏ hơi chút suy tư trần lâm liền không suy nghĩ nhiều hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ những thứ này hắn lập tức đi tới vị trí đối phương tiêu tán cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất nhưng rất nhanh liền trở nên sắc mặt khó coi không nhìn thấy tấm bản tròn kia tiếp theo hắn lại mở rộng phạm vi nhưng vẫn giống như vậy khối viên bài kia rất có thể là bị đối phương mang đi không có viên bài liền không cách nào thông qua quan môn rời đi nơi đây điều này làm cho tâm trần lâm chìm xuống dưới hắn nhìn về phía tháp cao nơi xa lại nhìn chỗ sâu không gian một chút hít sâu một hơi bắt đầu thu thập vật phẩm rơi tán loạn trên mặt đất túi trữ vật pháp bảo cùng với các loại bao hết thảy thu vào những trữ vật trong đó có vài món vật phẩm không thể thu nạp được trước hết thu vào túi không gian sau đó mở cánh hồn bắt đầu bắt giữ những hạt ánh sáng quy tắc bay ra từ trên đỉnh tháp linh hồn của hắn đã sinh ra quy tắc bản nguyên tuy rằng còn có thể bị lực lượng thần bí ở nơi này áp chế nhưng lại có thể sử dụng năng lực thiên phú khác cũng có thể sử dụng lực lượng lôi đình kém hơn mà lực lượng tiên thiên thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho dù còn có không ít thủ đoạn, Trần Lâm cũng không dám khinh thường, chỉ chờ những hạt ánh sáng kia rời xa tháp cao mới đi thu lấy. Nhưng cho dù như vậy, cũng khiến hắn có chút phấn chấn, tạm thời quên đi phiền não không ra được. Chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, viên ánh sáng mà hắn hấp thu được đã có thể so sánh với những viên ánh sáng hắn đã đạt được trong những năm trước đó, hơn nữa chỗ đỉnh tháp còn đang liên tục phun trào ra bên ngoài, sau khi hấp thu toàn bộ rồi nuôi nấng lôi thần kiếm rất có thể sẽ khiến lôi thần kiếm sống lại trần lâm bận rộn đến quên cả trời đất giống như một con chim lớn không ngừng xoay quanh hát tháp một hạt ánh sáng cũng không buông tha ước chừng qua gần nửa canh giờ tốc độ phun ra hạt ánh sáng trên đỉnh tháp mới bắt đầu chậm dần vù tháp cao đang trôi nổi xoay tròn rơi trên mặt đất phát ra thanh âm vù vù lập tức yên lặng xuống quan mang thu liễm biến thành một hát tháp bình thường không có chút dị thường nào nhìn thấy tòa tháp này cũng không có trực tiếp biến mất trong lòng Trần Lâm không khỏi vì đó buông lỏng, cũng không phải hắn muốn tiến vào trong đó giúp Hi Nguyệt kia hoàn thành nhiệm vụ, mà là cánh cửa ánh sáng ra không được, như vậy hy vọng rời khỏi nơi đây liền rơi vào trên cái tháp này, nếu một lần nữa ẩn nấp biến mất, hắn cũng không có năng lực triệu hoán ra nữa. Hấp thu hết tất cả những hạt ánh sáng còn lại, hắn hạ thân hình xuống, bắt đầu xem xét phản ứng của lôi thần kiếm. Vừa điều tra, tinh thần lập tức chấn động. Chỉ thấy bản thể lôi thần kiếm vốn âm u đầy tử khí, rốt cuộc sinh ra một tia linh động chi ý, liên hệ với hắn càng thêm chặt chẽ. Tâm niệm vừa động, một đạo lôi hồ xuất hiện ở đầu ngón tay, tuy rằng không đáng chú ý, nhưng lại phản phất ẩn chứa uy năng hủy diệt hết thảy, trong mắt Trần Lâm hiện lên một tia tinh mang. Có thể điều động lực lượng tiên thiên lôi đình như ý, liền cách hắn đem loại năng lượng này hòa tan vào ngũ lôi quanh đỉnh tiến thêm một bước. Nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được kiếm ý độc nhất vô nhị bên trong đạo lôi điện này loại kiếm ý chỉ tiểu thảo mới có quả nhiên tiểu thảo đã dung hợp với lôi thần kiếm trần lâm không bị khống chế run rẩy lên nhìn lôi quan chập chờn trên đầu ngón tay giống như là đang nhìn thân ảnh gầy yếu của tiểu thảo đối phương cũng đang nhìn hắn giống như đang nói chủ nhân yên tâm tiểu thảo bảo vệ ngươi yên tâm chỉ cần có một chút xíu hy vọng ta đều sẽ để ngươi sống lại trần lâm khóe mắt ướt át thấp giọng tự nói lâm đạo hữu đúng lúc này một thanh âm xuất hiện trong đầu trần lâm thần sắc trần lâm khẽ động lập tức đầu ngón tay tiêu tán lôi hồ nhìn chung quanh thần niệm không cách nào vận dụng hắn cảm giác không thấy vị trí chính xác của đối phương ta ở bên trái của ngươi lâm đạo hữu không biết vị hy nguyệt thượng tiên kia như thế nào rồi vì sao ngươi không ở bên cạnh hắn giọng nói lại vang lên trần lâm lập tức nhìn sang chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc từ phía sau một khối nhô ra hiển lộ ra hắn mang theo ý đề phòng, mở miệng nói, Dương Đạo Hữu không cần lo lắng, vị hy nguyệt tiểu thư kia đã rời đi, miêu quan hải tiền bối cũng đã vẫn lạc, người có thể uy hiếp được ngươi trong không gian này đoán chừng là đã không còn, đi ra chúng ta thương thảo một chút nên như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này đi, người truyền âm chính là Dương Thiên Tinh, hắn cũng đang muốn tìm đối phương, không nghĩ tới đối phương lại tìm tới hắn trước. Nhưng như vậy cũng không kỳ quái, lúc hắn vừa mới thu hạt ánh sáng quy tắc hoàn toàn không có ẩn tàng thân hình, vẫn là ở trên không trung, rất dễ dàng bị phát hiện. Nghe được lời hắn, Dương Thiên Tinh từ chỗ ẩn núp đi ra, vừa cảnh giác xem xét chung quanh, vừa tới gần Trần Lâm. Nữ nhân kia rời đi, là trở về thần trụ giới sao, Dương Thiên Tinh nhìn thoáng qua hướng cánh cửa ánh sáng, lập tức phun ra một nguồn máu tươi. Vừa rồi tuy rằng hắn may mắn đào thoát nhưng cũng bị thương tổn cực lớn, nhưng không gian này rất nhỏ, Hắn biết muốn trốn là trốn không thoát, cho nên sau khi phát hiện một mình Trần Lâm vây quanh tháp cao thu lấy những hạt sáng kia liền chủ động đi ra gặp mặt. Cái này ta cũng không biết, đối phương hẳn là sau khi giải khai phong ấn của bản thân, bị không gian nơi đây cưỡng ép bài xích rời khỏi, cũng chưa thông qua cánh cửa ánh sáng. Giải thích một chút, Trần Lâm lại nói, hơn nữa đối phương còn mang theo thẻ tròn và di vật của tất cả tu sĩ, hiện tại chúng ta không thể thông qua màn sáng trở lại thần trụ giới đã bị vây ở chỗ này nói xong hắn nhìn thấy dương thiên tinh hắn nói như vậy chính là không muốn sinh ra phiền toái không cần thiết nếu đối phương biết những túi trữ vật kia đều rơi vào trên tay hắn rất khó nói sẽ không sinh ra lòng ngấp nghé dù sao đó cũng là một khoản tài phú khổng lồ về phần đối phương có tin hay không vậy thì không sao cả lấy thủ đoạn của hắn bây giờ còn ở dưới hoàn cảnh như vậy thật động thủ đối phương không nhất định là đối thủ của hắn nhưng làm cho hắn yên tâm chính là đối phương cũng không có lộ ra thái độ dị thường không có hồ nghi cũng không có lo lắng ngược lại lộ ra vẻ buông lỏng xem ra căn bản không có tâm tình đi quan tâm túi trữ vật gì mà so với bị vây ở chỗ này cùng túi trữ vật đối phương càng để ý hy nguyệt kia hơn ngẫm lại cũng đúng ra không được có thể chậm rãi nghĩ biện pháp nhưng nếu như hy nguyệt kia vẫn còn Lấy hành động công kích của đối phương trước đó, nhất định là phải tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây, Trần Lâm mở miệng lần nữa nói, cũng không phải là ta không trợ giúp mọi người cùng nhau đi công kích nữ nhân kia, mà là ta không có năng lực đó, kính xin Dương Đạo Hữu không nên để ý, hắn giải thích cái này, chủ yếu là cảm thấy lão giả áo bào vàng cùng đối phương hẳn là quen biết, hơn nữa quan hệ không tệ, lúc trước đối phương cho hắn khí vận cầu, rất có thể chính là từ lão giả áo bào vàng kia đạt được. Ai, à, Dương Thiên Tinh thở dài, nói, "Cái này ta biết, ta cũng không nghĩ tới nữ nhân kia trước đó vẫn là ở vào trạng thái phong ấn, sau khi giải trừ phong ấn càng thêm khủng bố, chỉ sợ đã đạt đến cấp độ chân tiên, thế mà còn muốn diệt sát đối phương, quả thực là ý nghĩ hảo huyền." Lại nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác định nữ nhân kia thật sự không còn nữa, hắn lại nhìn Trần Lâm nói, "Vậy lệnh bài hình tròn kia ngươi lấy được ở đâu?" Trần Lâm lập tức hiểu rõ ý tứ đối phương, cười khổ một tiếng nói là ta đạt được trong yểm giới thần trụ giới hẳn là không còn người có được nữa muốn chờ những người khác tiến vào dẫn chúng ta ra ngoài chỉ sợ rất khó vậy cũng chưa chắc dương thiên tinh lắc đầu nói không nói những cái khác tổ chức tuyết ưng của trụ thiên thứ tư vẫn luôn tìm kiếm loại hình tròn kia của ngươi hơn nữa theo ta được biết trước khi ngươi chưa tới thần trụ giới thì đã tìm kiếm vậy đã nói rõ bọn họ biết bên trong thần trụ giới có thứ này nghe đối phương nói như vậy Trần Lâm cũng sinh ra mấy phần hy vọng. Thẻ tròn khẳng định không phải là duy nhất. Dựa theo cách nói của Hi Nguyệt, toàn bộ sinh linh của thần trụ giới đều là chất dinh dưỡng mà chủ nhân của thánh tháp gửi cho thánh tháp, như vậy khẳng định có người quản lý tồn tại, mà đối phương còn nói Bạch Như Tuyết là hậu duệ của người hầu của nàng, nói cách khác, gia tộc của Bạch Như Tuyết hẳn là một trong những người quản lý. Có lẽ trên tay tộc nhân Bạch Như Tuyết còn có loại viên bài này, thậm chí có thể còn có cánh cửa ánh sáng khác tiến vào nơi đây cũng không cần thông qua thần trụ giới. Lúc này hắn lại nghĩ tới một chuyện khác mà Hi Nguyệt tiểu thư kia nói. Đối phương nói trên võ kiếm Miêu Quang Hải có được tịch diệt chi ý của Nguyên Lôi tịch diệt kiếm, cũng chính bởi vậy, kiếm ngưng tụ ra từ võ kiếm mới có thể xúc phạm tới đối phương. Mà kiếm do Miêu Quang Hải ngưng tụ ra cực kỳ giống với Diệt Thế chi kiếm, đối phương lại đa một mực tìm kiếm tin tức về Diệt Thế chi kiếm, có phải nói, Diệt Thế chi kiếm tên là Nguyên Lôi tịch diệt kiếm, cái này gần như có thể xác định nếu như vậy lôi thần kiếm của hắn cũng chỉ là một bộ phận của tiên thiên bảo vật nguyên lôi không có bộ phận tịch diệt khoảng cách trở thành tiên thiên chí bảo chân chính còn rất lớn lâm đạo hữu có ý định tiến vào trong tháp này tìm tòi hư thực không trần lâm đang suy nghĩ chuyện lôi thần kiếm dương thiên tinh bỗng nhiên mở miệng tiếp theo lại nói tổ chức tuyết ưng có thể tìm được những lá bài tròn khác hay không vẫn là ẩn số cho dù tìm được đoán chừng cũng không dám tùy tiện tiến vào lần này chúng ta tiến vào nơi đây với quy mô lớn còn là dưới sự dẫn dắt của nữ nhân hi nguyệt kia kết quả một người cũng không thể sống sót đi ra ngoài chỉ sợ bên ngoài đã ai cũng biết muốn chờ bọn họ là không thực tế vẫn là tự mình tìm kiếm đường ra mới là đường đúng trần lâm không còn gì để nói tốt xấu đều bị đối phương nói hơn nữa còn đều rất có đạo lý hắn nhìn hắt tháp xa xa nói hay là trước tiên quan sát một chút đi vật này quá mức quỷ dị cho ta một loại cảm giác thập phần nguy hiểm dừng lại một chút hắn lại nói hơn nữa tòa tháp này là một khối cũng không trông thấy cửa vào tồn tại muốn đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì hắn vừa mới kiểm tra một lượt từ xa cả tòa tháp bất kể trên dưới trái phải đều không có cửa vào dương thiên tinh lại đưa ra ý kiến không đồng ý nói không đợi được lúc chúng ta tiến vào tòa tháp này cũng không tồn tại là nữ nhân kia dùng quy tắc bổ nguyên của mấy trăm thần quyến giả triệu hồi ra ai cũng không cách nào xác định sẽ hiển hóa bao lâu nhỡ đâu vật ấy lại biến mất chúng ta thật sự không có cơ hội Đối với đề nghị của Dương Thiên Tinh, Trần Lâm từ chối cho ý kiến. Một lúc sau, mới đáp lại, cái tháp này nhất định là phải thăm dò, nhưng cũng không thể lỗ mãn, bất quá ta thấy trừ Dương Đạo Hữu ra, còn có một số Đạo Hữu cũng còn sống, không bằng ngươi tìm bọn họ một chút, xem bọn họ có dục vọng thăm dò hay không, trước tìm được cửa vào rồi nói sau. Nghe được Trần Lâm trả lời, khóe miệng Dương Thiên Tinh không khỏi co rút một chút. Đây là muốn để cho bọn họ đi đánh trước, biểu hiện ngược lại là đủ trắng trợn hắn không khỏi có chút hồ nghi, vì vậy mở miệng hỏi, Lâm Đạo Hữu trấn định như vậy, chẳng lẽ có biện pháp khác để rời đi, không có. Trần Lâm lập tức trả lời. Sau đó giải thích, Dương Đạo Hữu suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là cảm thấy tòa tháp này quá nguy hiểm, không muốn mù quán tiếp xúc mà thôi, mặt khác cũng muốn đem nơi này hảo hảo dò xét một chút, xem xem có đường ra khác hay không. Thấy đối phương vẫn tỏ vẻ không tin, hắn nghiêm mặt nói, chẳng lẽ Dương Đạo Hữu hoài nghi viên bài kia ở trên tay ta? ta có thể thề thốt tâm ma nếu tấm biển đó ở chỗ ta ta sẽ bị tâm ma phản ngược dương thiên tinh cười kha một tiếng liên tục xua tay giữa ta và ngươi cũng coi như giao tình cũ tính ra vẫn là chắc trai con rể của ta lại giúp con gái ta giải quyết tai họa ngầm ta làm sao có thể không tin ngươi lập tức lại nói với tính cách của ngươi nếu có thể rời đi thì đã sớm rời đi rồi cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này trần lâm không phản bác được phong cách xử sự của mình thật đúng là bị đối phương nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đối phương không biết là hắn thật sự có biện pháp khác để rời khỏi nơi đây, chỉ là không đến bước đường cùng, không muốn sử dụng mà thôi. Chỉ cần nơi này không có nguy hiểm, vậy hắn liền có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, trước tiên lĩnh hội ngũ lôi quanh đỉnh đến trạng thái viên mãn, bù đắp chỗ thiếu hụt của ngụy hợp đạo. Dù sao hắn cũng phải dùng lôi hoàng thạch để tăng cường cảm ngộ đối với lôi đình chi lực, dung nhập lôi đình chi lực tiên thiên trên lôi thần kiếm vào trong đạo thuật ngũ lôi quanh đỉnh, cũng không cần cảm ngộ quy tắc lôi thuộc tính trong thiên địa, tu luyện ở nơi nào cũng giống nhau. Đạo thuật hệ lôi đại thành, năng lực khống chế lôi thần kiếm sẽ tăng lên một bước. Hắn nắm chắc có thể triệu hồi bản thể lôi thần kiếm ra, như vậy có thể dùng lôi thần kiếm phá vỡ hàng rào không gian thoát khỏi nơi này. Trước đó lôi thần kiếm đánh vỡ không gian đưa hắn tiến vào, đi ra ngoài khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa, khi hắn hấp thu hạt ánh sáng đã dùng năng lực thiên phú suy đoán ra phương pháp này, Tuy đường công vận mệnh như ẩn như hiện, nhưng không phải là hoàn toàn không thể thành công. Nếu thật sự không được nữa, hắn còn có một khí vận cầu, một bản nguyên cầu, có thể thử cưỡng ép uống công đường công vận mệnh, để biến không thể thành có thể. Cho nên cũng không nóng nảy. Đương nhiên, đây chỉ là biện pháp cuối cùng. Cưỡng ép sử dụng Lôi Thần kiếm, chắc chắn phải tiêu hao tinh khí thần của bản thân, không chết cũng phải lột da, nếu như có thể thông qua tòa thánh tháp này rời đi, là không thể tốt hơn điều kiện tiên quyết là đừng để hắn đi mạo hiểm thấy nói không được trần lâm dương thiên tinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi đi tìm những người khác trần lâm thì lần nữa vây quanh thánh tháp nhìn một vòng bay về phía xa ở trong không gian cẩn thận tìm tòi một phen cũng không có phát hiện địa phương có thể rời đi đụng phải mấy tu sĩ ẩn nút hắn cũng không có đối mặt toàn bộ không gian cũng không lớn phạm vi cũng chỉ hai mươi mấy dặm chỉ có điều bởi vì thần niệm và pháp lực bị áp chế không cách nào dò xét quá xa không tiện quan sát chỗ biên giới không gian chính là một tầng bích chướng vô hình hắn thử một chút vô luận sử dụng ngụy nguyên bảo cùng thương đỏ sậm hay là thủ đoạn khác đều không thể phá vỡ mảy may còn suýt nữa bị lực phản chấn chấn thương bởi vậy có thể phán đoán cho dù kích phát quang minh chi kiếm khẳng định cũng không được hy vọng duy nhất chính là lôi thần kiếm mặt đất cũng là hàng rào vô hình hoặc nhìn là đất đai trên thực tế cũng không cách nào phá vỡ đỉnh chóp cũng giống vậy toàn bộ không gian giống như là một cái bong bóng khí to lớn bọn họ bị bao vây ở trong đó chỗ duy nhất có thể nhìn thấy cùng ngoại giới chính là cánh cửa ánh sáng kia do xét xong trần lâm lần nữa đi tới chỗ thánh tháp liền trông thấy dương thiên tinh đang cùng mười mấy bóng người đi tới đi lui ở dưới đáy tháp hẳn là đang tìm kiếm phương thức tiến vào trong đó chỉ có dương thiên tinh ngẫu nhiên sẽ phóng người lên quan sát lên trên những người khác thì chỉ có thể ở trên mặt đất nhất định là không dùng thủ đoạn phi hành quy tắc chi lực hắn chỉ nhìn qua không để ý đến ánh mắt dương thiên tinh nhìn lại xoay người vỗ cánh đi xa tùy tiện tìm một vị trí gần khu vực biên giới trần lâm lấy vỏ sò thần bí ra sau khi tiến vào phong tỏa cửa vào liền đem một đống lớn túi trữ vật vòng tay trữ vật và các vật phẩm khác thả ra trong không gian hiện tại mạnh nhất chính là tu sĩ hợp đạo, không cách nào phá vỡ phòng ngự của sát thần oa, hắn cũng không cần lo lắng cái gì, kiểm tra từng kiện từng kiện một. Trong đó có giá trị nhất, tự nhiên chính là đồ vật của ba tu sĩ đại thừa. Hạ Kim Lân một người có hai trữ vật giới chỉ, còn có một vòng tay trữ vật, Trác Ngạo Liên cũng có hai trữ vật giới chỉ, chỉ có Miêu Quang Hải là có một cái. Kiếm tu một thân thực lực toàn bộ ở trên bản mạng phi kiếm, cơ bản không mượn nhờ ngoại vật cho nên rất ít thu thập quá nhiều vật phẩm. Trần Lâm trực tiếp vận dụng tiên thiên chi lực, vì tiện xóa đi lạc ấn trên những trữ vật. Sau khi xem xét một phen, không khỏi âm thầm liếu lưỡi. Không hổ là tồn tại cường đại thống trị thần trụ giới hơn vạn năm, tài sản phong phú vượt qua tưởng tượng của hắn, linh bảo cấp ngưng linh có hơn 10 kiện, còn có vài món linh bảo cấp chân linh không trọn vẹn, mặc dù chỉ là cấp ngụy chân linh, nhưng cũng làm cho tâm tình của hắn kích động. Những vật này cầm tới tiêu giao đại hội đi lên, đều là có thể lên đấu giá, ngoài ra, các loại tài liệu trân quý, thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược, càng là nhiều vô số kể. Có những thứ này, hắn cảm thấy cho dù hắn tu luyện ở chỗ này mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Mà Hoàng Phủ Kinh Nhu cũng không cần hắn lo lắng, hiện tại thần trụ giới đã không còn cường giả nào tồn tại, Hoàng Phủ Anh còn tiến vào hợp đạo cảnh, trong tay đối phương lại có vạn diệu địch, an toàn không thành vấn đề. Với tư chất của đối phương, cộng thêm hai viên vấn đạo thạch phụ trợ, tiến vào hợp đạo cảnh cũng không cần quá nhiều thời gian. Vừa nghĩ, Trần Lâm vừa đem những trữ vật còn lại mở ra kiểm tra từng cái, số lượng quá nhiều, trọng vẹn dùng thời gian một ngày mới kiểm tra đại khái. Cái gì gọi là một đêm chợt giàu, lần này hắn thật sự cảm nhận được, có thể tới nơi này, không có ai không phải là cường giả một phương, kém cỏi nhất đều là thần quyến giả cấp bậc luyện hư, tùy tiện xuất ra một thân gia, cũng có thể so với một tông môn bậc trung. Không nói những cái khác, chỉ riêng mấy trăm vòng tay trữ vật hoặc là những trữ vật đã là một khoản tài phú kinh người đáng tiếc là bị vây ở chỗ này nếu không trần lâm còn có thể cao hứng hơn hiện tại chỉ có thể hưng phấn một chút liền bắt đầu phân loại đem vật phẩm bất đồng phóng tới trong trữ vật khí tương ứng quy nạp xong tìm một cái túi nhỏ chất liệu cấp linh bảo đeo ở trên người cất đồ chứa đồ vật vào bên trong còn lại những cái kia liền nhét vào túi tùy thân ở lại bên ngoài chỉ có mấy vật phẩm võ kiếm của miêu quang hải một đống hộp nhỏ còn có lôi hoàng thạch cùng với một đống bảo vật lôi thuộc tính những bảo vật khác mặc dù nhiều nhưng tạm thời không dùng tới chỉ có thể chờ rời khỏi nơi đây rồi xử lý thứ đầu tiên cầm lên chính là võ kiếm do dự một chút hắn điều động tiên thiên chi lực rót vào bên trong võ kiếm lập tức phát ra tiếng vù vù một cổ khí tức hủy diệt hết thảy từ phía trên phát ra bị loại khí tức này ảnh hưởng, lôi thần kiếm trong cơ thể Trần Lâm cũng chấn động theo, tiên thiên lôi đình lực phát ra, cùng võ kiếm sinh ra cộng minh. Trần Lâm suy nghĩ, thử khống chế lôi thần kiếm, muốn mượn loại cộng hưởng này dẫn dắt, đem lôi thần kiếm phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Nhưng hắn lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy tinh khí thần của mình nhanh chóng tiêu hao, tất cả đều bị lôi thần kiếm kình thôn hấp thụ, trong chớp mắt, cả người liền trở nên lung lay sắp đổ phản ứng như vậy khiến hắn vội vàng đình chỉ kích phát vỏ kiếm chặt đứt cộng minh lôi thần kiếm lúc này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh phù nguy hiểm thật trần lâm thở ra một hơi lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thật có loại cảm giác lôi thần kiếm có thể thôn phệ hết tất cả sinh cơ của hắn lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để nắm giữ quy tắc lôi đình vẫn chưa đủ để chống đỡ kích phát bản thể lôi thần kiếm ra trước đó nghĩ có chút quá lạc quan chỉ có thể đợi đạo thuật đại thành sau khi trình độ khống chế lực lượng lôi đình tăng cường lại tiến hành thử trần lâm nhìn thoáng qua võ kiếm thu hồi nó thứ này không cách nào thu vào những trữ vật bằng không miêu quan hải cũng không vác ở trên người cho nên chỉ có thể thu vào trong túi không gian tiếp theo cầm lấy một cái hộp nhỏ mở ra một đoàn năng lượng từ bên trong bay ra là một quả bản nguyên cầu không phải là quả cầu bản nguyên mà hy nguyệt cho hắn quả cầu bản nguyên mà hy nguyệt cho hắn kia là giống như lúc trước đổi ở mỹ thực đảo mà đây chỉ là loại bình thường chỉ lớn chừng bụng ngón cái là loại bình thường hắn vẫn hay sử dụng nâng bản nguyên cầu ở trong lòng bàn tay trần lâm mở túi không gian ra lấy ra một cái hộp ngọc hộp ngọc mở ra một đoá hoa trắng như tuyết héo rũ hiển lộ ra chính là bản thể của manh nữ nhiều năm như vậy bởi vì không có bản nguyên cầu bổ sung sinh cơ của đối phương một mực không có tiến triển gì, thậm chí còn tiêu tán một chút, hiện tại có bản nguyên cầu, cần bổ sung thoáng một phát. Trong khí cụ trữ vật của gần 500 tu sĩ này, tổng cộng tìm được hơn 50 bản nguyên cầu, để hắn rất là kinh hỉ. Không hổ là giới diện siêu nhiều thần quyến giả, xem ra hẳn là có thể có nơi sản sinh bản nguyên cầu hoặc là phương pháp. Ngoại trừ bản nguyên cầu, còn lấy được ba quả cầu khí vận trong những trữ vật của lão giả áo vàng kia, cộng thêm quả cầu khí vận mà Hi Nguyệt cho, tổng cộng chính là 4 quả. Cho nên vận dụng thiên phú vận mệnh khí vận chi lực là đủ rồi, bản nguyên cầu có thể cho manh nữ sử dụng trước. Đặt bản nguyên cầu lên đóa hoa, Trần Lâm đậy hộp ngọc lại, thu vào túi không gian. Những bản nguyên cầu khác đều thu vào những trữ vật. Cuối cùng xem xét lôi hoàng thạch và một đống bảo vật lôi thuộc tính. Ngoại trừ yêu đang cấp 9 lấy được ở tiêu giao đại hội, còn có hai viên nội đang yêu thú cấp 8, đây là từ trong những trữ vật của Hạ Kim Lân lấy được. Ngoài ra còn có một vòng tay trữ vật của yêu tu Lôi hệ, bên trong có không ít bảo vật lôi thuộc tính, đáng tiếc sau khi đối phương tự bạo yêu đang cũng nổ tung, không thể lưu lại. Mấy thứ này hắn đều định dùng để nuôi nấng lôi thần kiếm, tạm thời không vội, Trần Lâm cầm lấy lôi hoàng thạch, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.